làm chủ bản thân. Phật dạy, trong cuộc sống của chúng ta, không có kẻ thù nào đáng sợ bằng chính lòng tham, sự tật đố, sự sân hận của chính bản thân chúng ta. Điều đáng sợ nhất của con người chính là những tư tưởng bất chính, những thói hư tật xấu tiềm ẩn chính trong con người. Bởi vì chính những thứ này thường làm cho người ta không còn làm chủ được chính mình. Vì thế, trên thế giới này, kẻ thù lớn nhất của chúng ta cũng chính là bản thân chúng ta. Chúng ta cần phải có sự tu tập để chuyển hóa bản thân, chuyển hóa những hạt giống bất thiện trong ta trở thành những hạt giống của tình thương yêu và sự hiểu biết. Phật cũng vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ về hoàn cảnh môi trường của mình đang sống để điều chỉnh bản thân sao cho thích hợp với điều kiện hoàn cảnh. Nếu như một người sống ở một nơi nào đó mà không hiểu được môi trường, phong tục, tập quán của nơi đó thì nhất định người đó sẽ sớm bị đào thải. Chúng ta không thể làm cho thế giới này thái bình bằng cách sửa chữa uống nắng tất cả mọi người trên thế giới trở thành hiền lương được. Cũng giống như chúng ta không thể làm cho tất cả những núi sông ao hồ trên trái đất này trở thành đất bằng được. Trên thế giới này, mỗi quốc gia sẽ có một nền văn hóa phong tục riêng. Và trong cùng một quốc gia, mỗi nơi cũng có phong tục văn hóa riêng của từng nơi ấy. Vì thế, một người học Phật Pháp, chúng ta phải biết ứng dụng phương pháp tùy duyên bất biến một cách linh hoạt. Chúng ta phải áp dụng giáo lý Phật Đà vào trong cuộc sống tu tập bản thân, làm lợi lạc mọi người một cách uyển chuyển để đưa Phật giáo vào cuộc sống xã hội, để Phật giáo hóa xã hội. Thế nhưng, áp dụng giáo lý tùy duyên cũng cần phải có một niềm tin vững chắc vào Phật Pháp, phải có được nội tâm vững chãi, phải có năng lượng của sự tu tập đủ mạnh để làm chủ được tâm mình. Nếu không, chúng ta đi vào đời với mục đích Phật hóa xã hội, nhưng cuối cùng là bị thế tục hóa bản thân chúng ta. Không Phật hóa được xã hội mà ngược lại bị thế tục hóa Phật giáo thì thật là vô cùng nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu nội tâm của chúng ta luôn luôn hòa nhã, nhẹ nhàng thì nhất định chúng ta sẽ có được sự an lạc, hạnh phúc. Muốn sống được an lạc như thế, chúng ta cần phải thực tập hành buông xả. Người nào buông xả được những cảm giác, những hỷ nộ, ái ố của bản thân, buông xả những ý niệm về danh lợi được mất hơn thua của cuộc đời, người đó sẽ là những người hạnh phúc nhất. Có một người đến bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Phật, mỗi ngày con đều đào khoét đất núi, hy vọng san bằng được ngọn núi và đem đất ấy đi lấp những con đường hư hỏng, với hy vọng giúp mọi người luôn luôn đi được trên những vùng đất bằng phẳng. Đức Phật bèn nói với người đó rằng: Ông muốn làm cho núi được bằng phẳng, không bằng tự làm cho tâm mình được bằng phẳng. Ông muốn lấp đi những con đường hư hỏng trên mặt đất, không bằng hãy tự chữa lành những vết thương trong tâm của chính mình. Vì thế nên nói: Tâm bình thế giới bình, tâm tịnh quốc độ tịnh. Muốn thế giới được hòa bình thì trước hết mỗi người cần phải làm cho tâm mình được bình thản, phải làm chủ được bản thân mình trong mọi hoàn cảnh. Còn nếu như trong lòng chúng ta tràn đầy thù hận, tràn đầy sự hiếu chiến mà lại nói rằng đi giúp người khác có tự do, bình đẳng, hạnh phúc thì quả thật điều đó giống như xây lầu đài trên cát vậy. 58. Bình tĩnh không sân hận. Đức Phật dạy, khi chúng ta có những sai lầm, nếu như mọi người có ý nhắc nhở, khuyên bảo thì chúng ta không nên tức giận, không nên ôm giận trong lòng hoặc lớn tiếng tranh cãi. Nếu làm được như thế, chúng ta sẽ sửa chữa được nhiều khuyết điểm để hoàn thiện bản thân. Khi trong lòng chúng ta không được vui, hoặc những khi chúng ta bị kích động, thì nhất định chúng ta không nên vội vàng quyết định bất kỳ một việc nào cả. Có những khi chỉ vì một sai lầm nhất thời mà suốt cả đời chúng ta hối hận không hết. Vì thế trong cuộc sống, chúng ta cần phải luôn luôn bình tĩnh, làm chủ bản thân, đừng để sự tức giận chi phối. Cần phải dùng trí tuệ để soi xét sự việc, soi xét bản thân. Đối với mọi việc, cần phải có sự suy xét kỹ càng, hợp tình hợp lý, rồi mới quyết định. Quyết định như thế, chúng ta mới tránh được những sai lầm, tránh được những hối hận về sau. Trong cuộc sống, chúng ta cần thực hành đức tính nhẫn nhịn, tha thứ và bao dung. Bởi vì chính những đức tính này giúp chúng ta có được những quyết định đúng đắn. Chúng ta cần phải biết đồng cảm, biết chia sẻ với những khó khăn của người khác. Không nên có ý niệm bới lông tìm vết. Cần phải hiểu người và nhất là phải biết tha thứ đối với những sai lầm của người khác. Chúng ta biết những yếu kém,
những khuyết điểm của người khác thì ngay trong bản thân của ta cũng có, nhưng vì chúng ta không tự thấy được khuyết điểm của mình mà thôi. Cũng giống như con mắt thấy được mọi vật nhưng lại không nhìn thấy chính nó. Khi thấy người khác sai lầm thì hãy nên nhìn lại bản thân mình, đó mới là người có trí tuệ. Đức Phật dạy, tức giận người khác thì cũng giống như người đi lạc vào núi không có đường ra. Sự tức giận ấy không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm bản thân mệt mỏi, tâm trí rối loạn. Quý vị nên nhớ, một lời nói gây đau khổ cho người tác hại còn hơn dùng mũi tên để bắn người nữa. Vì sao vậy? Bởi vì mũi tên bắn trúng tuy đau thật, nhưng chúng ta có thể nhổ ra và dùng thuốc làm cho nó lành lại. Còn những lời nói ác, vết thương trong lòng cho những lời nói ác gây ra thì khó mà chữa trị được. Và có khi chỉ vì một lời nói thiếu chánh niệm, một lời nói thiếu chất liệu của sự xây dựng, của tình thương yêu và sự hiểu biết mà làm cho gia đình ly tán, bạn bè chia cách, dòng họ thù hận lẫn nhau. Vì thế, trong cuộc sống, chúng ta cần phải giữ gìn chánh niệm trong lời nói của mình. 55. Thiền, sự siêu diệt của tâm linh. Nguyên nhân chủ yếu nhất của mọi phiền não chính là chúng ta thiếu sự tu tập của nội tâm. Chúng ta thiếu sự tu tập cho nên những tư duy của mình thường gây ra phiền não cho chính bản thân mình. Thiền sẽ giúp chúng ta có được sự an tĩnh nội tại, giúp chúng ta có được những tư duy đúng, những nhận xét đúng về bản chất của mọi sự vật, hiện tượng. Vì thế, mỗi một người chúng ta cần phải học và thực hành thiền để có được sự siêu việt về tâm linh. Vậy thiền là gì? Thiền chính là phương pháp luyện tâm. Thực hành thiền chính là chúng ta làm chủ được tâm của mình trong mọi hoàn cảnh, là chúng ta ý thức được mình đang làm gì, đang nghĩ gì và đang nói gì trong giây phút hiện tại, thấy rõ được những chuyển biến của các sự vật hiện tượng trong cuộc sống, thấy rõ được bản chất vô thường và vô ngã của vạn pháp. Vì thế, thiền là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của tất cả mọi người trên cuộc đời này. Nếu như mọi người muốn xây dựng một cuộc sống an lạc và hạnh phúc, chúng ta có thể thấy những khổ đau mà con người gây ra cho nhau chính là do con người thiếu chánh niệm, nghĩa là thiếu chất liệu của thiền trong hành động của bản thân. Bởi vì có chánh niệm, nghĩa là có chất liệu của thiền, mọi người sẽ ý thức được những việc làm của mình và có trách nhiệm đối với những việc làm đó. Và khi mà con người ai ai cũng có ý thức, có trách nhiệm đối với những việc làm của mình thì người đó sẽ không bao giờ gây đau khổ cho người khác, mà ngược lại, họ sẽ luôn luôn tìm cách làm cho người khác được hạnh phúc. Quý vị có thể thấy rõ điều này trong cuộc sống của gia đình mình. Nếu trong một gia đình mà vợ không hiểu được chồng, chồng không hiểu được vợ, và cha mẹ con cái không hiểu được nhau thì gia đình đó sẽ như thế nào? Trong một gia đình mà mọi người không ý thức được sự hiện diện của mỗi thành viên là những yếu tố xây dựng nên hạnh phúc của gia đình, không ý thức được rằng mình có hạnh phúc khi và chỉ khi những thành viên trong gia đình mình có hạnh phúc, thì những gia đình đó là những gia đình đau khổ. Do mỗi người chúng ta thiếu thực tập thiền trong cuộc sống, cho nên chúng ta đã tự gây ra đau khổ cho bản thân và cho cả mọi người chung quanh ta. Có thực tập thiền, chúng ta mới có thể an nhiên vượt qua những biến chuyển của cuộc đời. Thực tập thiền trong cuộc sống, chúng ta có thể thấy được tự tánh vô thường và vô ngã của mọi sự vật hiện tượng. Chúng ta mới thông dong tự tại trong cuộc sống vô thường biến chuyển này. Và chính nhờ sự thực tập đó, chúng ta mới không bị những hơn thua được mất làm lay động. Như vậy, chúng ta sống trong vô thường mà không bị vô thường chi phối. Đó chính là sự siêu diệt của tâm linh, hay nói một cách khác, đó chính là thiền. Những người tu học Phật Pháp cần phải thực tập thiền. Muốn có sự đạt ngộ, chứng ngộ thì không thể không thực hành thiền trong quá trình tu tập. Thiền chính là mạch sống, là tinh hoa của Phật giáo. Có thiền mới có trí tuệ giải thoát. 59. Từ bi, nguyện lực. Đức Phật dạy, biện pháp chinh phục kẻ thù tốt nhất chính là dùng tình thương, lòng nhân từ và sự tha thứ. Đối với đức tin, Đức Phật cũng đã dạy, tín ngưỡng phải thông qua trí tuệ, không phải bằng cảm tình.
tín ngưỡng, nếu có trí tuệ thì mới bền vững. Vì thế, không nên dùng cảm tình để đến với tín ngưỡng tôn giáo. Trong cuộc sống làm người, chúng ta không nên hằng ngày cứ mãi chú ý đến người khác, mà chúng ta nên để thời gian nhìn lại xem mình còn nhiều công việc chưa hoàn thành, cần phải tập trung tinh thần để hoàn thành những tâm nguyện của bản thân. Bởi vì mỗi người chúng ta sống cần phải có những tâm nguyện và cố gắng hoàn thành những tâm nguyện ấy. Không nên bàn luận đến chuyện của người, không nên làm thương tổn người khác. Chúng ta cần phải thường xuyên nhìn lại mình, nhận ra những khuyết điểm, những yếu kém của bản thân để chuyển hóa, sửa đổi và hoàn thiện. Nếu chúng ta suốt ngày cứ chú ý đến những sai lầm của người khác, thì chúng ta sẽ dễ dàng tức giận đối với người. Như thế, chúng ta sẽ luôn luôn sống trong sự tức giận và khổ đau. Con người chúng ta cũng thật là kỳ lạ. Đó là rất dễ nhìn thấy lỗi của người, nhưng lại không nhìn thấy lỗi của mình. Vì thế, là những người học Phật, quý vị cần phải luôn biết nhìn lại mình. Hãy luôn nhớ kỹ điều này. Tĩnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi. Nghĩa là, ngồi yên thì nên nhìn lại những sai lầm của mình, nói chuyện thì không nên bàn đến lỗi của người khác. 60. Hiểu rõ cuộc sống, tự tại giải thoát. Trong cuộc sống, chúng ta bị khổ đau, bị luân hồi, chính là vì chúng ta không hiểu rõ được mặt thật của cuộc đời. Do không hiểu được mặt thật của cuộc đời, nên chúng ta mới sinh tâm đam mê và chấp trước. Khi chúng ta còn đam mê chấp trước, thì không bao giờ chúng ta được giải thoát. Thế nên, là một người học Phật, chúng ta cần phải xả bỏ tất cả mọi vọng tưởng, chấp trước sai lầm, và thường nuôi dưỡng đức tánh từ bi, thiểu dục, tri túc, để làm tăng thêm niềm hỷ lạc trong tâm của mình. Dùng trí tuệ Phật Pháp để quán chiếu tất cả các pháp, thấu triệt được chân tướng của vũ trụ vạn hữu, thấu triệt được sự sinh diệt biến chuyển, duyên sinh vô ngã của các pháp. Được như thế, chúng ta mới có được sự an lạc, giải thoát, tự tại trong cuộc sống. 61. Phật giáo với vấn đề luân hồi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày giảng thứ 3 của chúng tôi. Cho đến hôm nay, chúng tôi nhận thấy số lượng người đến nghe thuyết giảng rất đông. Theo sự thống kê của ban tổ chức, thì số lượng người đến nghe Pháp khoảng trên 2.400.000 người, tức là 24.000. Kính thưa quý vị, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà số lượng người đến nghe Pháp đông như vậy, làm cho chúng tôi thật cảm động và phấn khởi vô cùng. Đồng thời điều đó cũng phản ánh nhu cầu học tập nghe Pháp của quý vị Phật tử là rất lớn. Chúng tôi hy vọng trong mấy ngày qua, có thể để ít nhiều đem đến cho quý vị một số hiểu biết về Phật giáo, để quý vị có thể áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của bản thân. Và qua đó cũng có thể làm cho quý vị hiểu được Phật giáo không phải là mê tín, không phải là tiêu cực. Qua những buổi thuyết giảng này, quý vị có thể có được cái nhìn chính xác hơn về Phật giáo, về cuộc đời, về kiếp nhân sinh, để rồi chúng ta nỗ lực tu tập, hoàn thiện nhân cách của chính mình, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, cùng nhau xây dựng cảnh giới cực lạc ngay trong cuộc sống hiện tại. Hai ngày qua, chúng tôi đã giảng về chủ đề Phật giáo và nhân sinh. Hôm nay chúng tôi sẽ giảng về chủ đề Phật giáo và luân hồi. Chủ đề này tương đối khó thuyết giảng, cũng như khi quý vị nghe cũng có những vấn đề tương đối khó hiểu. Vì chúng ta đây toàn là phàm phu, chưa có đủ khả năng để nhìn thấy cõi sống của chư thiên, cũng như không thể nhìn thấy cõi sống của các loài Atula, ngạ quỷ và chốn địa ngục, mà chúng ta chỉ thấy được cuộc sống của loài người và súc sinh mà thôi. Vì thế, khi nói về chủ đề Phật giáo và luân hồi sẽ tương đối hơi trừu tượng. Do đó,
đối với người diễn giảng và người nghe nhất định sẽ gặp một số khó khăn. Thế nhưng, khi giảng về vấn đề luân hồi trong sáu đường, thì chúng tôi lại rất hứng thú, bởi vì trong nội dung của chủ đề này có rất nhiều điều thú vị. Kính mong quý vị lắng động tâm tư để lắng nghe và chiêm nghiệm. 62. Không làm chủ được vấn đề sinh tử. Trước tiên, chúng ta cần bắt đầu từ chữ tại sao? Tại sao chúng ta lại đầu thai? Có lẽ trong tất cả chúng ta đây, ai ai cũng sẽ có một câu trả lời giống nhau, đó là: tôi thật không biết, cha mẹ kết hôn rồi sinh tôi ra, chứ tôi hoàn toàn không chủ động trong vấn đề xuất hiện của bản thân trong cuộc đời. Nghĩa là tôi không chủ động được trong vấn đề tái sinh của bản thân. Sau khi được sinh ra, chúng ta luôn muốn tồn tại, kể cả khi còn nhỏ, cho đến lúc khôn lớn, chúng ta luôn tìm mọi cách để cho bản thân được mãi mãi khỏe mạnh, không già, không bệnh và được trường sinh bất lão. Thế nhưng, thực tế lại không được như thế. Dầu cho chúng ta có làm gì đi nữa, thì cũng chỉ tồn tại mấy mươi năm. Và cho dù có người hơn 100 năm rồi, cũng phải nhắm mắt xuôi tai. Và trong khoảng thời gian mấy mươi năm hay 100 năm hoặc hơn 100 năm đó, có được mấy ai không bị bệnh hoạn, không bị những khổ đau của cuộc sống chi phối? Vì sao chúng ta lại chết? Ai bảo chúng ta chết? Chúng ta có muốn chết không? Trong quý vị đây có ai muốn chết thì đưa tay lên xem nào. Không có ai cả, phải không? Không ai muốn chết cả. Nhưng có ai tránh được cái chết không? Vì thế mới nói, chúng ta không làm chủ được sự tái sinh của bản thân. Chúng ta đang rất mơ hồ đối với vấn đề sinh tử của chính bản thân mình. Chúng ta không làm chủ được sự sống và sự chết của bản thân, không chủ động được sự xuất hiện trong cuộc đời này của mình, cũng như không chủ động được lúc nào mình sẽ từ giã cõi đời. Vì thế, chúng ta không thể làm chủ được sự sống và chết của chính bản thân chúng ta. 63. Nghiệp lực và sự luân hồi. Nói đơn giản, sự sống và chết của mỗi chúng ta đều do một sức mạnh dẫn dắt. Sức mạnh này không phải là Thượng Đế hay Thần Linh, ma quỷ, mà trong Phật giáo gọi đó là nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Vậy nghiệp là gì và nghiệp lực là gì? Chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu rõ vào phần sau. Vì sao chúng ta lại bị luân hồi? Kỳ thật thì mỗi ngày chúng ta đều đang luân hồi. Nếu nói rộng ra thì luân hồi bao gồm từ quá khứ đến hiện tại và tới vị lai. Nhưng nếu nói chính xác thì trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày của cuộc sống chúng ta đều đang trải qua sự luân hồi. Luân hồi chính là sự vận chuyển, thay đổi một cách liên tục. Nói rằng chúng ta đang luân hồi trong từng phút, từng giây chính là nói đến sự thay đổi trong từng ý niệm, từng ý nghĩ của chúng ta. Những suy nghĩ, tư duy của chúng ta thay đổi liên tục, hết ý niệm này đến ý niệm khác, không có lúc nào dừng nghỉ. Hôm nay chúng ta đang vui, nhưng ngày mai chưa hẳn đã vui. Hoặc bây giờ vui, nhưng lát nữa không nhất định sẽ còn vui nữa. Hay hiện tại ta rất đau khổ, nhưng không phải là ta sẽ mãi đau khổ. Sự biến đổi liên tục trong từng ý niệm của chúng ta, đó chính là sự luân hồi. Sự chuyển đổi từ đời sống này sang đời sống khác cũng gọi là luân hồi. Sự thay đổi liên tục từng ý niệm đó, chúng ta cũng không làm chủ được. Và sự chuyển tiếp của cuộc sống, tái sinh, chúng ta cũng không làm chủ được. Chúng ta có thể nhận thấy rõ sự thay đổi ý niệm của mình mà mình không làm chủ được qua sự phân tích của các nhà tâm lý học. Đó là nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Nhiều khi chúng ta để cho nhận thức cảm tính chi phối toàn bộ những hành vi của bản thân. Có lúc chúng ta hành động theo nhận thức lý tính, nhưng lại hành động thiếu chính xác. Nghĩa là chúng ta chưa hoàn toàn làm chủ được về những nhận thức và hành động của bản thân. Vì thế,
trong ta luôn có sự xung đột giữa nhận thức lý tính và nhận thức cảm tính. Điều này làm cho chúng ta đau khổ và liên tục khởi tâm đồng niệm. Sự thật thì luôn luôn có một sức mạnh của ý niệm ẩn tàng trong nội tâm chúng ta. Sức mạnh này thường xuyên thôi thúc chúng ta suy nghĩ và hành động. Nếu như một người thiếu sự tu tập thì sẽ phóng túng buông lung để cho sức mạnh đó chi phối nội tâm của mình, và cứ phóng tâm theo những biến chuyển của ngoại cảnh, sống trong những vọng tưởng của tâm thức mà không có khả năng chế ngự. Còn người mới bắt đầu tu tập thì cũng rất khó chế ngự được những vọng tưởng đó. Bởi vì khi họ mới ngồi thiền hay niệm Phật thì cảm thấy vọng tưởng càng khởi lên. Vì sao vậy? Giống như ánh nắng mặt trời chiếu xuống trái đất. Lúc có ánh sáng mặt trời soi chiếu thì chúng ta sẽ thấy rõ rất nhiều hạt bụi đang bay trong không khí. Nhưng trong phòng tối hoặc những lúc thiếu ánh sáng thì chúng ta không thấy được vô số hạt bụi đang bay. Cũng như thế, đối với những người không có sự tu tập thì họ luôn luôn sống trong những vọng tưởng liên tục, nên họ không nhìn thấy được những vọng tưởng của nội tâm. Một khi bắt đầu khởi sự tu tập, dùng trí tuệ quán chiếu, thì lúc đó mới thấy rõ rằng nội tâm của mình luôn luôn vọng động, đồng thời cũng nhận thức được để diệt trừ vọng niệm, làm chủ được nội tâm của mình không phải là một việc dễ dàng. Bởi vì trong nội tâm của chúng ta luôn luôn có ẩn chứa một sức mạnh, mà sức mạnh này liên tục trong bất kỳ giờ nào, phút nào, nó cũng thúc đẩy chúng ta phát khởi vọng tưởng. Thế nhưng chúng ta lại rất hiếm khi phát hiện được nó, nhìn lại nó, và nhất là điều phục nó. 64. Thời điểm chuyển tiếp của sinh mạng, tử vong. Vì sao có sự luân hồi trong sáu nẻo? Hôm nay chúng ta không bắt đầu nói từ sự sinh, mà bắt đầu nói từ sự chết. Trong lúc chúng ta lâm chung, sinh mạng tiếp theo của chúng ta sẽ tùy theo tâm niệm của chúng ta lúc đó mà thác sinh. Những nghiệp lành và nghiệp dữ mà chúng ta đã làm trong suốt cuộc đời mình, lúc lâm chung chúng sẽ hiện rõ trước mắt chúng ta. Nào là tham đắm vợ con, tiền bạc, của cải, cho đến tham đắm địa vị, quyền thế. Nếu chúng ta có bao nhiêu sự tham đắm chấp trước mà chúng ta không buông xả được, thì đến giờ phút lâm chung ấy, ý niệm chấp trước nào mạnh nhất sẽ dẫn dắt thần thức chúng ta đầu thai vào cõi có những yếu tố phù hợp với tâm niệm của chúng ta lúc đó. Điều này có thể ví dụ như khi chúng ta mở máy radio hay truyền hình. Nếu chúng ta muốn nghe hay xem đài nào thì phải dò sóng có tần số phù hợp với đài phát thì chúng ta mới có thể bắt sóng được. Nếu trong cuộc sống thường ngày chúng ta tu tập thiền pháp đã thành thói quen, nhất định khi lâm chung chúng ta sẽ được sinh về cõi thiện. Bởi vì tâm niệm của chúng ta lúc nào cũng nghĩ về việc thiện, nghĩ về điều thiện. Còn nếu sống trong cuộc đời này chúng ta chuyên làm những việc ác như lừa đảo, trộm cướp, hại người, nhất định sau khi chết chúng ta sẽ đọa vào những cõi đau khổ như địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh để trả nợ cũ. Bởi vì tâm niệm của chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến điều ác, việc ác. Tất cả đều do chúng ta tự tạo ra, chứ thật sự không phải do thần linh hay thượng đế có quyền năng cho ta lên thiên đàng hay đẩy chúng ta xuống địa ngục. Vì thế, chúng ta sống đã quen tạo nghiệp gì thì lúc lâm chung sẽ theo đó mà thọ báo. Nếu một người bình thường chuyên tâm niệm Phật, lúc nào cũng nghĩ nhớ đến Đức Phật và những đức tánh của Phật, lập chí thực hành theo những đức tánh ấy, trong cuộc sống, người đó để thực hành những điều ấy bằng cách luôn đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người, thì khi lâm chung, nhất định người đó sẽ được sinh về cõi Phật. Trong thực tế,
đã có rất nhiều người chuyên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, và họ tin tưởng một cách chắc chắn rằng lúc lâm chung họ sẽ được sinh về thế giới cực lạc. Trong thực tế, điều này đã được chứng minh. Tạo nhân như thế nào sẽ có được kết quả như thế ấy. Quy luật nhân quả xưa nay không sai chạy bao giờ. Vì thế, luân hồi sáo nẻo cũng chính do chúng ta tự tạo. 65. Những điều kiện quyết định sự luân hồi. Thứ nhất, sức mạnh của ý niệm. Trước hết, vì chúng ta không làm chủ được ý niệm của mình nên chúng ta bị luân hồi. Nếu chúng ta không buông bỏ được những tâm niệm chấp trước, tham đắm, những tâm niệm phiền não, thì những tâm niệm đó luôn nhiễu loạn nội tâm của chúng ta, và đến giờ phút lâm chung, chúng ta không làm chủ được tâm niệm của mình mà bị chúng nhiễu loạn đến nỗi có người khi chết mắt cũng còn mở trừng trừng vì còn lo lắng đủ điều, không buông xả được những sự chấp trước. Quý vị đừng nghĩ tất cả mọi người học Phật Pháp thì đều có thể buông xả hết mọi việc một cách dễ dàng. Quý vị không tin điều này phải không? Tôi xin ví dụ để quý vị tự suy nghiệm lại nơi bản thân mình thì quý vị có thể hiểu được điều chúng tôi muốn nói. Đó là ngày mai chúng tôi sẽ giảng về chủ đề thiền học tại trụ sở của Đoàn Hằng Pháp Thanh Niên. Sáng mai, lúc quý vị đi đến đó nghe Pháp, quý vị quên khóa cửa tủ, quên khóa cửa nhà, thì khi đến đó nghe Pháp, mới chỉ nghe được 2-3 câu, thì quý vị sẽ suy nghĩ: ui cha, sáng nay vì vội vàng đi nghe Pháp mà mình đã quên khóa tủ và khóa cửa, không biết bây giờ ở nhà có chuyện gì không? Lúc này, tuy đang ở trong giảng đường, nhưng quý vị không phải đang nghe giảng Pháp, mà là đang lo lắng những chuyện ở nhà. Quý vị nghĩ có phải vậy không? Vì thế, không phải cứ nghĩ rằng có học Phật Pháp là chúng ta có thể buông bỏ được tất cả. Việc này không phải dễ làm, đòi hỏi cần phải có sự tu tập. Có vị Phật tử đến nói với tôi: thưa Thầy, đối với vấn đề tiền bạc, con không có chấp trước. Tôi trả lời: thật vậy sao? Tôi không hoàn toàn tin tưởng, bởi vì bản thân chúng tôi đây vẫn còn chấp trước, mà anh lại không còn chấp trước thì thật là lạ. Quý vị nghĩ thế nào? Điều đó có đúng không? Thực sự, đối với chúng ta, 10 đồng hay 20 đồng thì chúng ta không có chấp trước thật. Nhưng giả sử có khoảng mấy trăm ngàn đô la thì thế nào? Khi đó chúng ta có thể xả bỏ một cách nhẹ nhàng được hay không? Chúng ta có thể bị mất một lần mấy trăm ngàn đô la mà không có một chút tiếc nuối nào không? Hoặc khi đang đi trên đường mà chúng ta bất ngờ nhặt được mấy trăm ngàn đô la thì thế nào? Lúc đó, có thể chúng ta không có một mảy may động tâm nào không? Có thể chúng ta đem liền số tiền đó giao nộp cho các cơ quan chức năng để họ tìm cách trả lại cho người đánh rơi mà chúng ta không có một chút hối tiếc nào không? Vì thế, có thể đối với một số tiền nhỏ, chúng ta không tham thật. Nhưng khi đối diện với một số tiền lớn, một tài sản có giá trị lớn, thì chưa hẳn là chúng ta không khởi tâm tham. Bởi vì tâm tham là một tập quán rất khó trừ bỏ của con người. Vì thế, chúng ta mới thấy trong xã hội, có những người lúc cuộc sống khó khăn, họ rất mẫu mực. Nhưng khi cuộc sống được cải thiện hơn, thì họ lại trở thành những kẻ nô lệ cho đồng tiền. Thậm chí trở thành tội phạm do hành vi bất chính, tham nhũng của họ. Mỗi người chúng ta, khi mạng chung, đều dựa vào tâm niệm của bản thân lúc đó mà ra đi. Người không có sự tu tập thì không có biện pháp để điều phục tâm thức của mình. Nếu như khi sắp mạng chung mà sinh tâm tức giận và cứ giữ chặt tâm niệm đó, thì nhất định khi chết, người ấy sẽ đọa vào địa ngục. Người có tâm tham lam sâu nặng thì mạng chung sẽ đầu thai trong loài ngạ quỷ. Người giàu có nhưng khi sống lại tham lam, bỏng sẻn, không biết bố thí, cúng dường, giúp đỡ những người thiếu may mắn, khi mạng chung sẽ bị đọa vào ngạ quỷ. Tất cả đều do tâm tham lam bỏng sẻn, ích kỷ mà ra. Những người ngu si, không có trí tuệ, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ,
có người khuyên bảo tu học Phật Pháp mà không chịu tu, lại còn chê bai, phỉ báng, thì khi mạng chung sẽ đầu thai làm các loài súc sinh. Súc sinh thì không có trí tuệ. Thế nên, chính tâm niệm của chúng ta quyết định sự luân hồi của chúng ta. Nếu chúng ta siêng năng tu tập, chuyển hóa nội tâm, siêng năng làm việc thiện, siêng năng niệm Phật, thì khi mạng chung, nhất định chúng ta sẽ được sinh về những cõi thiện, những cảnh giới an lành của chư Phật. Còn nếu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chuyên làm những việc lợi mình, hại người như trộm cắp, tham nhũng, giết người, cướp của, thì khi mạng chung, chúng ta sẽ bị đầu thai vào những cảnh giới xấu ác, đau khổ, bởi vì chúng ta đã tạo những hạt nhân xấu ác ấy. Vậy, điều thứ nhất quyết định sự luân hồi của chúng ta chính là vì chúng ta không làm chủ được ý niệm của mình. Thứ hai, tập khí. Điều thứ hai, vì sao chúng ta bị luân hồi? Đó chính là vì tập khí, thói quen. Nói tập khí, có lẽ có nhiều người còn chưa hiểu. Tập khí nói đơn giản, đó là thói quen, hay nói theo ngôn ngữ của tâm lý học thì đó là ý thức quán tính, là một loại hoạt động rất tự nhiên của ý thức. Tôi lấy ví dụ, trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều người rất dễ nổi giận, những người đó họ vẫn biết tức giận là một điều không tốt. Thế nhưng, khi người khác có điều gì làm cho họ không vừa ý, dù là những điều nhỏ nhặt, họ cũng sinh lòng tức giận. Sự tức giận của họ đã trở thành một thói quen. Nếu không tức giận thì họ rất khó chịu. Cho dù không ai muốn hơn thua với họ, họ cũng tức giận. Đó là do những người ấy không khống chế được những thói quen của họ. Có những người tuy rất giàu có, không thiếu tiền bạc, nhưng khi đi mua hàng hay vào các siêu thị, họ vẫn tìm cách lấy trộm một món hàng hay một vật dụng nào đó, cho dù vật dụng đó giá trị không bao nhiêu. Thói quen đó thật khó đoạn trừ. Tôi có một bạn học nữ, là bạn thời học chuyên khoa. Trông cô ta thì cũng chẳng có gì đẹp lắm, thế nhưng suốt ngày cô ta rất thích đứng trước gương để ngắm nghía nhan sắc của mình với dáng vẻ rất thích thú. Mỗi lần cô ta uống tóc thì chẳng có người nào thích cô ta cả. Đã thế, cô ta còn cầm điếu thuốc nhấp đi nhấp lại trên môi với dáng vẻ rất đắc ý. Thế mới nói, chúng ta ai cũng yêu thích cái đẹp, phụ nữ thì rất thích trang điểm. Đó là một thói quen rất khó thay đổi. Với chúng tôi là những người xuất gia, quý vị hãy nhìn xem, đứng ở phía nào cũng thấy cái đầu trọc, không cần phải bận tâm về cái kiểu tóc hay các loại keo xịt tóc. Quý vị thấy có khỏe không? Thế nhưng, nhìn vào chúng tôi cũng dễ thương phải không? Vậy thì đâu cần thiết là phải hóa trang mới đẹp. Sự thật, con người chúng ta không chỉ lo trau chuốt vẻ đẹp bên ngoài, mà điều quan trọng chính là vẻ đẹp của tâm hồn. Nếu một người mà tâm địa lương thiện thì tướng mạo sẽ dễ nhìn, cho nên người xưa nói tướng từ tâm sinh, là nghĩa như vậy. Những tập khí hay còn gọi là thói quen chính là gốc rễ của sinh tử, và đó cũng chính là gốc rễ của luân hồi. Vì thế, nói đáp án thứ hai của câu hỏi vì sao chúng ta bị luân hồi chính là tập khí, là ý thức quán tính, là thói quen. Đó là những tập khí tham lam, sân hận và si mê mà chúng ta không thể khống chế được trong những hành động tạo tác của bản thân. Mọi người ai cũng có những tập khí. Tập khí của mỗi người cũng mỗi khác. Chẳng hạn, phụ nữ thì thích trang điểm, thích được người khác chiều chuộng, vân vân. Còn nam giới thì lại có thói quen thích đánh bạc, uống rượu, vân vân. Thế nhưng, tất cả đều có một điểm chung là những tập khí ấy làm cho mọi người phải khổ sở. Nếu chúng ta có những tập khí quá nặng, thì phải xem bản thân có đủ trí tuệ để đoạn trừ nó hay không. Nếu chúng ta không có trí tuệ, thì nhất định không thể đoạn trừ những tập khí xấu ác của chính mình. Và như vậy, những tập khí đó sẽ là nhân tố căn bản quyết định sự luân hồi của chúng ta. Đó là một loại sức mạnh mà nếu như không có trí tuệ, thì không có loại sức mạnh nào có thể cản trở nó được. Tuy nhiên,
Nói về tập khí như thế, quý vị cũng cảm thấy khó hiểu phải không? Vì dù sao thì chúng ta cũng đang dùng những khái niệm để diễn tả mà thôi. Nhưng thế giới khái niệm, dù là khái niệm để diễn tả thực tại, thì khái niệm đó không phải là bản thân của thực tại. Do vậy, điều cần thiết là chúng ta phải chiêm nghiệm điều đó qua sự thực tập của bản thân. Bây giờ chúng tôi có thể lấy một ví dụ để minh họa cho vấn đề này. Quý vị cố gắng để chiêm nghiệm và hiểu rõ vấn đề. Ví dụ như hằng ngày, chúng ta đều dùng một chiếc ly để đựng sữa uống, và chúng ta cứ dùng chiếc ly đó để đựng sữa mãi như thế. Giả sử một hôm nào đó, chúng ta không dùng chiếc ly đó đựng sữa nữa, mà chúng ta đem chiếc ly đó rửa thật sạch, thì quý vị nghĩ xem, chúng ta sẽ ngửi thấy mùi gì trong chiếc ly đó? Dù cho nó không có sữa, và chúng ta đã rửa sạch, mùi gì? À, mùi sữa phải không? Đúng vậy. Lúc này, nếu chúng ta dùng chiếc ly đó đựng nước trong để uống, thì chúng ta vẫn ngửi thấy mùi sữa. Tập khí của chúng ta nó cũng giống như mùi sữa đó vậy. Còn giả sử như trước kia, chúng ta không dùng chiếc ly kia đựng sữa, mà chúng ta dùng để đựng trà, thì chúng ta sẽ ngửi thấy mùi trà. Điều này cho chúng ta thấy được, mỗi người trong cuộc sống đều có mỗi thói quen khác nhau. Tập khí đúng là rất khó đoạn trừ, nhưng không có nghĩa là không đoạn trừ được. Điều cần thiết là chúng ta có nhận diện được những thói quen xấu trong ta để đoạn trừ nó hay không mà thôi. Tôi còn nhớ có một lần, lúc đó chúng tôi đang học năm thứ hai của đại học. Một hôm, một người bạn cũ thời học ở trường trung học Kiến Quốc đến mời chúng tôi đi dự một buổi lễ khiêu vũ. Tôi nói với anh ta rằng, tôi như vậy làm sao mà tham gia vũ hội? Vả lại tôi cũng không biết khiêu vũ, mà chỉ biết niệm Phật thôi. Anh ta nói rằng, không sao đâu. Nhưng vì mọi người đều là bạn cũ thời trung học, nhưng khi lên đại học thì mỗi người học mỗi ngành, mỗi trường khác nhau. Anh ta là sinh viên của đại học chính trị. Anh ta nói rằng, buổi dạ vũ hôm đó vì sinh viên nữ nhiều hơn sinh viên nam, nên mời tôi đi tham gia để tăng thêm sức mạnh cho phái nam. Tôi nói tôi không biết khiêu vũ, nhưng anh ta nói không sao cả, và vẫn cứ yêu cầu tôi đến tham dự. Thế là hôm đó tôi đi tham dự buổi khiêu vũ. Nhưng khi đi, tôi mang theo một sâu chuỗi niệm Phật với 108 hạt. Với tâm niệm, khi đến đó tôi cầu nguyện cho những người bạn khiêu vũ được an lành. Khi tôi vừa đến, từ dưới tầng trệt đi lên lầu, mới lên được nửa cầu thang mà cả đám bạn học chạy túa ra, vui mừng nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên nói: bạn đến đây tham gia vũ hội mà tại sao lại đem theo sâu tràng hạt? Đúng rồi, tham gia vũ hội mà cũng mang theo sâu tràng hạt, thật là mất cả hứng thú. Tôi nói, không sao đâu, các bạn đã gọi tôi đến, và tôi đã đến thì nhất định không có vấn đề gì cả. Rồi mọi người cùng đi vào. Bên ngoài là sàn nhảy, còn bên trong là phòng âm thanh. Thế là mọi người đi ra sàn nhảy, còn tôi thì vào trong phòng âm thanh và ngồi xuống, nhắm mắt niệm chú đại bi. Ngoài kia mọi người bắt đầu khiêu vũ, bên trong thì tôi niệm Phật. Một lát sau, có tổng cộng 15 sinh viên nữ, còn nam thì chỉ có 9 người, mà trừ tôi thì còn 8. Kết quả là có những bạn nữ phải khiêu vũ một mình mà không có bạn cùng khiêu vũ. Thế là có một cô nữ sinh viên liền nói: ai chà, người bạn đang ngồi trong kia sao không ra khiêu vũ? Anh bạn học của tôi liền nói với cô ta rằng: bạn không thấy anh ta đang lần hạt chuỗi hay sao? Như thế làm sao mà khiêu vũ được? Từ đầu đến cuối buổi dạ vũ hôm đó, tôi cũng không khiêu vũ mà chỉ ngồi niệm Phật. Và như thế mấy tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người khiêu vũ thì tôi cũng được mấy tiếng đồng hồ niệm Phật. Vì thế nên nói, một người biết tu tập thì cho dù ở trong nhà hay ở nơi nào đi nữa cũng có thể tu tập được. Đi trên xe buýt cũng có thể niệm Phật, đi xe gắn máy cũng có thể niệm Phật, đi bộ cũng có thể niệm Phật. Vì thế, sự tu tập được hay không, không phải do không có thời gian, mà chính là do chúng ta có đủ trí tuệ để vận dụng phương pháp tu tập cho mình hay không mà thôi. Thứ ba, nghiệp lực, sức mạnh của nghiệp.
Thứ ba, vì sao chúng ta bị luân hồi? Đó chính là chúng ta bị sự chi phối của nghiệp lực. Nghiệp và nghiệp lực có sự khác nhau hay không? Khi nói đến nghiệp, đó là chúng ta đứng trên phương diện nhân mà nói. Còn khi nói nghiệp lực là chúng ta đứng trên phương diện quả để nói. Vì thế, chúng ta thường nói đến tạo nghiệp, chứ ít khi nói tạo nghiệp lực. Thực tế, chúng ta thường nói như thế cũng chưa hoàn toàn chính xác. Vì khi chúng ta tạo nghiệp, thì chính ngay lúc ấy đã hình thành một sức mạnh mà chúng ta gọi là lực. Và chính sức mạnh này chi phối sự luân hồi của chúng ta. Vì thế, nghiệp và nghiệp lực không phải là một, nhưng cũng chẳng phải là hai. Nghiệp là gì? Nghiệp là từ của Trung Quốc. Chư vị tổ sư, pháp sư khi dịch kinh Phật đã sử dụng chữ nghiệp này rất hay, phải nói là tuyệt hay. Chúng ta thấy những từ như công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp, y nghiệp. Tất cả đều nói lên những ngành nghề trong xã hội phù hợp với tên gọi của ngành đó. Và tất cả các từ đều có chữ nghiệp. Cũng giống như thế, khi làm việc thiện thì gọi là thiện nghiệp. Làm việc ác thì gọi là ác nghiệp. Khi một người làm việc thiện đã thành thói quen, thì khi không làm được việc thiện, họ cảm thấy rất khó chịu. Ngược lại, một người thường hay làm những việc bất thiện, thì khi thấy người khác làm việc thiện, họ lại sinh tâm tức giận. Vì sao vậy? Vì chính những người đó bị nghiệp lực chi phối. Vậy, nghiệp là gì? Nghiệp là từ được dịch nghĩa từ chữ karma của tiếng Phạn, có nghĩa là hành động có tác ý. Vậy, nghiệp là sự tạo tác, là hành động có tác ý. Vậy, hành động thiện, tức là những ý nghĩ, những lời nói và những tạo tác cụ thể bằng tay chân của chúng ta mà đem lại lợi ích cho bản thân, cho mọi người và không gây tổn hại cho bất kỳ ai về cả phương diện vật chất lẫn tinh thần thì được gọi là nghiệp thiện. Ngược lại, những ý nghĩ, lời nói và việc làm chỉ đem lại lợi ích cho bản thân mà lại gây tổn hại cho người khác về cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần thì đó chính là nghiệp bất thiện, hay còn gọi là nghiệp ác. Như thế, nghiệp thiện hay nghiệp ác chính là do bản thân chúng ta tự tạo, chứ không phải do một đấng tối cao nào có quyền ban phát hay bắt buộc. Bởi vì chính bản thân chúng ta là chủ nhân của nghiệp, tức là chủ nhân của những việc làm của chúng ta, và chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với những việc mà chúng ta đã làm. Nghiệp, hành động có ý thức của chúng ta, thực hiện trong một quá trình lâu dài thì sẽ tạo thành một sức mạnh gọi là nghiệp lực. Ví dụ, một người hút thuốc lá lâu ngày sẽ thành thói quen, đến khi gặp thuốc lá người ấy sẽ hút liền, dầu cho bác sĩ hay người thân khuyên can hút thuốc có hại cho sức khỏe, người ấy cũng không nghe, mặc dù họ vẫn biết những lời khuyên trên là đúng. Cho đến uống rượu, nói dối, lừa gạt hay làm những việc bất thiện vân vân, tất cả những việc đó cũng giống như vậy. Ngược lại, những người chuyên giúp đỡ người khác, luôn luôn sống vì mọi người, luôn luôn siêng năng làm việc thiện, thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng sẵn sàng làm việc lợi ích cho người mà không có bất kỳ một điều kiện nào. Qua đó, chúng ta cũng thấy được năng lực của nghiệp là rất lớn. Như vậy, nghiệp lực hay còn gọi là sức mạnh của nghiệp có khả năng dẫn dắt chúng ta đi đầu thai. Vì vậy, chúng ta sẽ được sinh vào cảnh giới vui sướng hay bị đọa vào cảnh giới đau khổ chính là do những việc làm của chúng ta quyết định. Những hành động của chúng ta trải qua thời gian sẽ tạo thành nghiệp lực dẫn dắt chúng ta. Nghiệp lực này còn chuẩn xác hơn cả máy vi tính, cho nên chúng ta không thể trốn chạy được những kết quả của những hành động do bản thân mình đã làm. Thế nên trong cuộc sống, chúng tôi khuyên quý vị hãy biết sống cho trọn vẹn một kiếp làm người. Đó là hiếu thuận đối với cha mẹ, hòa thuận với anh em, cung kính với người trên, nghĩa khí tin tưởng với bạn bè, giúp đỡ người già yếu, neo đơn, thiếu may mắn. Nghĩa là quý vị cần phải áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống hàng ngày. Thứ tư, nguyện lực.
Cuối cùng, điều quyết định sự luân hồi của chúng ta chính là nguyện lực. Nếu chúng ta là một người tu tập, thực hành theo lời Phật dạy, thì trong quá trình tu tập, mỗi người sẽ có những sự phát nguyện khác nhau. Có người thì phát nguyện sinh về thế giới cực lạc, có người thì nguyện sinh về cung trời đâu suất, hoặc các quốc độ khác, cho đến phát nguyện sinh trở lại cuộc đời này để cứu độ, hướng dẫn chúng sinh tu tập, vân vân. Chỉ cần chúng ta tu tập có đầy đủ năng lực, nguyện lực kiên cường, thì tùy theo nguyện lực mà tự thân chúng ta sẽ đạt được. Ví dụ, hiện tại chúng ta đang tu hành pháp môn tịnh độ, xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, thì chỉ cần chúng ta có đầy đủ tín tâm, nguyện lực và sự thực hành, nhất định chúng ta sẽ sinh về thế giới cực lạc mà không phải hoài nghi gì cả. Phần trước, chúng ta có nói đến nguyên nhân của sự luân hồi là do sức mạnh của ý niệm, tập khí và thói quen. Ba thứ đó, do vì chúng ta đều không làm chủ được chúng nên bị luân hồi. Ngược lại, đối với nguyện lực thì chúng ta luân hồi đó là tùy theo quyết định của bản thân mỗi chúng ta. Và luân hồi ở đây là do hạnh nguyện, là xuất phát từ lòng từ bi, chứ không phải là bị chìm đắm. Điều này chỉ có những người có sự tu tập thâm sâu mới có khả năng làm được. 66. Công được tự giác. Chúng ta nói chuyện về sự tu tập, tất cả giáo lý Phật giáo đều có nói đến vấn đề sinh tử và giải quyết vấn đề sinh tử. Con người chúng ta từ khi được sinh ra cho đến khi chết đi, trong khoảng thời gian đó có biết bao nhiêu sự việc xảy ra mà chúng ta phải đối mặt với nó. Cho nên nói đến vấn đề sinh tử cũng chính là nói đến nhân sinh. Trong thế cuộc nhân sinh, con người được sinh ra phần lớn đều giống nhau, cho dù là trong gia đình quyền quý giàu sang hay gia đình nghèo khó. Thế nhưng cái chết của con người thì lại có muôn sai vạn biệt. Và một điều đặc biệt nữa là không hẳn người giàu sang là ai ai cũng có được cái chết yên ổn và bình thường. Có người thì bị tai nạn xe cộ mà chết, có người thì bị giết vì cướp của, có người thì bị đầu độc, có người thì nhảy lầu tự sát, có người thì bị tai nạn máy bay. Nói chung cái chết của con người có rất nhiều loại. Nhưng có một điều chúng ta cần phải biết, đó là cái chết cũng là một loại nghiệp lực, và trong đó tội tự sát là nặng nhất. Nếu như đời này chúng ta tự sát, thì trong tạng thức của chúng ta sẽ hình thành hạt giống của sự tự sát. Vì thế chúng tôi thiết tha khuyên quý vị, dù trong cuộc sống có gặp những trở ngại, những đau khổ, những điều bất như ý đến thế nào đi nữa, quý vị cũng không nên tự sát. Lỗi lầm của sự tự sát, thứ nhất đó là phạm vào giới sát sinh, giới đầu tiên trong năm giới của người tại gia. Thứ hai, hạt giống tự sát được hình thành trong tạng thức, và năng lực phát khởi của hạt giống này rất mạnh. Nó sẽ dẫn dắt chúng ta đời này đời khác đều bị chết về nghiệp tự sát. Vì thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quý vị cũng không nên tự sát. Trong cuộc sống, những lúc chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn trở ngại, những điều trái ý nghịch lòng, chúng ta hãy cố gắng vận dụng mọi khả năng của bản thân để vượt qua. Vì không có khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua được. Nếu có, thì đó chỉ là do chúng ta thiếu sự tu tập, thiếu khả năng chịu đựng và quán sát nguyên nhân, kết quả của sự việc. Là một người học Phật Pháp, chúng ta phải biết quán chiếu về nhân quả, nghiệp báo, phải biết chấp nhận những sự thật xảy đến với chúng ta trong cuộc sống mà không nên than thân trách phận, đổ lỗi cho người, và nhất là không được có thái độ trốn tránh bằng cách tự sát. Đối với những vấn đề bất như ý trong cuộc sống, chúng ta phải biết cách tiếp nhận và chuyển hóa. Muốn được như thế, mỗi chúng ta phải có sự học tập và thực hành lời Đức Phật dạy trong cuộc sống của chúng ta. Đó chính là chúng ta đã đưa Phật Pháp vào cuộc sống và phục vụ cuộc sống. 67. Chết một cách an nhiên. Người đời ai rồi cũng phải chết. Có người chết một cách đau khổ, nhưng cũng có người chết một cách an nhiên tự tại. Đó là những người tu tập pháp môn tịnh độ, trì niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, cầu xin thế giới cực lạc. Những người tu tập pháp môn niệm Phật, đến lúc lâm chung sẽ được Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Lại còn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm
Bồ Tát Đại Thế Chí. Nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm, tất cả hàng Phật tử của chúng ta ai cũng thành tâm kính lễ Ngài, ai cũng cảm thấy Ngài rất gần gũi và luôn có cảm nhận là Ngài đang theo hộ trì giúp đỡ chúng ta. Thật sự đúng như thế, vì trong cuộc sống của mỗi chúng ta, Bồ Tát Quán Thế Âm luôn hiện hữu quanh ta, và chính mỗi chúng ta cũng là một Bồ Tát Quán Thế Âm đối với mọi người xung quanh, nếu chúng ta biết tu tập theo hạnh nguyện của Ngài. Đối với người Phật tử thì trong mỗi gia đình nhất định đều phải có thờ Phật, và có lẽ phổ thông nhất chính là thờ hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi người đều có niềm tin vào vị Bồ Tát này. Ở đây chúng tôi chỉ nói với quý vị một điều, là chúng ta thờ Phật, thờ Bồ Tát không phải chỉ thuần là vấn đề thuộc tín ngưỡng, mà trong đó cần phải có sự thực tập. Nghĩa là chúng ta thực tập theo một trong những công hạnh của Đức Phật hay của một vị Bồ Tát mà chúng ta đang tôn thờ trong nhà của mình. Có như thế, sự thờ Phật hay Bồ Tát của chúng ta mới có đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta mới thấy được sự lợi ích của việc thờ Phật, Bồ Tát trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống gia đình, quan hệ xã hội, cho dù vô tình hay cố ý, ít hay nhiều, thì mỗi chúng ta cũng đã từng gây khổ đau cho người khác. Có khi vì tức giận, có khi vì vụng về trong ứng xử, và thậm chí có khi vì thương yêu người mà chúng ta đã gây ra khổ đau cho người. Vì thế, nguyên nhân gây ra đau khổ cho người khác có lẽ là rất nhiều. Nhưng trong đó có một nguyên nhân cơ bản nhất, đó là chúng ta không biết lắng nghe tiếng nói của người khác, không biết lắng nghe những khó khăn, những khổ đau, những tâm sự của người khác. Cho nên chúng ta tôn thờ hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta phải biết học theo hạnh nguyện của Ngài, đó là hành lắng nghe. Bởi vì Quán Thế Âm có nghĩa là lắng nghe tiếng nói, âm thanh của cuộc đời. Và lắng nghe không phải chỉ thuần bằng tai, mà còn lắng nghe bằng cả con tim nữa. Thưa quý vị, mỗi khi quý vị đứng trước hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm để lễ lại hay chiêm ngưỡng, quý vị hãy thực tập theo hạnh nguyện của Ngài, đó là thực tập hành lắng nghe. Kính lại Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, biết lắng nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là hiện thân của trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập lắng nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập lắng nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập lắng nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập lắng nghe một cách chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết rằng có lắng nghe, chúng con mới có cơ hội để thông cảm, hiểu biết và thương yêu đối với những người mà chúng con có duyên gặp gỡ. Chúng con biết rằng có những lúc chỉ cần lắng nghe thôi là chúng con cũng đã làm dơi bớt những khổ đau của người khác rồi. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây chính là một pháp tu, tức là một phương pháp thực hành mà mỗi người chúng ta cần phải thực tập hàng ngày trong cuộc sống nếu chúng ta muốn có hạnh phúc. Vì thế chúng tôi mới nói thờ Phật, thờ Bồ Tát chính là một pháp tu trong cuộc sống của chúng ta. Đức Phật dạy, nếu như người nào luôn luôn đem niềm vui đến cho người khác thì nhất định người đó là một người rất hạnh phúc. Và những người sống theo nguyên tắc không làm tổn hại đến các loài chúng sinh thì đó là những người có phước đức nhất. Điều này có nghĩa là chúng ta sống trong cuộc đời không nên làm những việc bất chánh như sát sinh, giết người, cướp của, bắt cóc, tống tiền. Trong kinh Đức Phật cũng đã từng dạy, làm cho chúng sinh quan hỷ cũng chính là làm cho chư Phật quan hỷ. Trong cuộc sống, chúng ta cần phải làm cho mọi người sống tin tưởng nhau, sống vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Chúng ta làm cho người khác được an vui thì cũng chính là mình tự làm cho mình được an vui. Bởi vì khi mình đem niềm vui đến cho người khác thì chính lúc ấy trong lòng của chúng ta hoàn toàn không có sự phiền não, khổ đau. Chúng ta đem niềm vui đến cho mọi người thì trong tâm chúng ta cũng tràn đầy niềm vui, và đó cũng chính là tấm lòng của chư Phật, Bồ Tát. Nghĩa là một tấm lòng về hạnh phúc an lạc của mọi người, mọi loài, và hoàn toàn không có lợi ích riêng tư mà chỉ thuần một vị, đó là tấm lòng thương yêu tất cả mọi loài. Vì thế, trong cuộc sống, chúng ta cần phải sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. 57. Làm chủ bản thân.
Phật dạy, trong cuộc sống của chúng ta, không có kẻ thù nào đáng sợ bằng chính lòng tham, sự tật đố, sự sân hận của chính bản thân chúng ta. Điều đáng sợ nhất của con người chính là những tư tưởng bất chính, những thói hư tật xấu tiềm ẩn chính trong con người. Bởi vì chính những thứ này thường làm cho người ta không còn làm chủ được chính mình. Vì thế, trên thế giới này, kẻ thù lớn nhất của chúng ta cũng chính là bản thân chúng ta. Chúng ta cần phải có sự tu tập để chuyển hóa bản thân, chuyển hóa những hạt giống bất thiện trong ta trở thành những hạt giống của tình thương yêu và sự hiểu biết. Phật cũng vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ về hoàn cảnh môi trường của mình đang sống để điều chỉnh bản thân sao cho thích hợp với điều kiện hoàn cảnh. Nếu như một người sống ở một nơi nào đó mà không hiểu được môi trường, phong tục tập quán của nơi đó thì nhất định người đó sẽ sớm bị đào thải. Chúng ta không thể làm cho thế giới này thái bình bằng cách sửa chữa uống nắng tất cả mọi người trên thế giới trở thành hiền lương được. Cũng giống như chúng ta không thể làm cho tất cả những núi sông ao hồ trên trái đất này trở thành đất bằng được. Trên thế giới này, mỗi quốc gia sẽ có một nền văn hóa phong tục riêng. Và trong cùng một quốc gia, mỗi nơi cũng có phong tục văn hóa riêng của từng nơi ấy. Vì thế, một người học Phật Pháp, chúng ta phải biết ứng dụng phương pháp tùy duyên bất biến một cách linh hoạt. Chúng ta phải áp dụng giáo lý Phật Đà vào trong cuộc sống tu tập bản thân, làm lợi lạc mọi người một cách uyển chuyển để đưa Phật giáo vào cuộc sống xã hội, để Phật giáo hóa xã hội. Thế nhưng, áp dụng giáo lý tùy duyên cũng cần phải có một niềm tin vững chắc vào Phật Pháp, phải có được nội tâm vững chãi, phải có năng lượng của sự tu tập đủ mạnh để làm chủ được tâm mình. Nếu không, chúng ta đi vào đời với mục đích Phật hóa xã hội, nhưng cuối cùng lại bị thế tục hóa bản thân chúng ta. Không Phật hóa được xã hội mà ngược lại bị thế tục hóa Phật giáo thì thật là vô cùng nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu nội tâm của chúng ta luôn luôn hòa nhã, nhẹ nhàng thì nhất định chúng ta sẽ có được sự an lạc, hạnh phúc. Muốn sống được an lạc như thế, chúng ta cần phải thực tập hành buông xả. Người nào buông xả được những cảm giác, những hỷ nộ ái ố của bản thân, buông xả những ý niệm về danh lợi được mất hơn thua của cuộc đời, người đó sẽ là những người hạnh phúc nhất. Có một người đến bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Phật, mỗi ngày con đều đào khoét đất núi, hy vọng san bằng được ngọn núi và đem đất ấy đi lấp những con đường hư hỏng, với hy vọng giúp mọi người luôn luôn đi được trên những vùng đất bằng phẳng. Đức Phật bèn nói với người đó rằng: Ông muốn làm cho núi được bằng phẳng, không bằng tự làm cho tâm mình được bằng phẳng. Ông muốn lấp đi những con đường hư hỏng trên mặt đất, không bằng hãy tự chữa lành những vết thương trong tâm của chính mình. Vì thế nên nói: Tâm bình thế giới bình, tâm tịnh quốc độ tịnh. Muốn thế giới được hòa bình thì trước hết mỗi người cần phải làm cho tâm mình được bình thản, phải làm chủ được bản thân mình trong mọi hoàn cảnh. Còn nếu như trong lòng chúng ta tràn đầy thù hận, tràn đầy sự hiếu chiến mà lại nói rằng đi giúp người khác có tự do, bình đẳng, hạnh phúc thì quả thật điều đó giống như xây lầu đài trên cát vậy. 58. Bình tĩnh không sân hận. Đức Phật dạy, khi chúng ta có những sai lầm, nếu như mọi người có ý nhắc nhở, khuyên bảo thì chúng ta không nên tức giận, không nên ôm giận trong lòng hoặc lớn tiếng tranh cãi. Nếu làm được như thế, chúng ta sẽ sửa chữa được nhiều khuyết điểm để hoàn thiện bản thân. Khi trong lòng chúng ta không được vui, hoặc những khi chúng ta bị kích động, thì nhất định chúng ta không nên vội vàng quyết định bất kỳ một việc nào cả. Có những khi, chỉ vì một sai lầm nhất thời mà suốt cả đời chúng ta hối hận không hết. Vì thế trong cuộc sống, chúng ta cần phải luôn luôn bình tĩnh, làm chủ bản thân, đừng để sự tức giận chi phối. Cần phải dùng trí tuệ để soi xét sự việc, soi xét bản thân. Đối với mọi việc, cần phải có sự suy xét kỹ càng, hợp tình hợp lý, rồi mới quyết định. Quyết định như thế, chúng ta mới tránh được những sai lầm, tránh được những hối hận về sau. Trong cuộc sống, chúng ta cần thực hành đức tính nhẫn nhịn, tha thứ và bao dung. Bởi vì chính những đức tính này giúp chúng ta có được những quyết định đúng đắn. Chúng ta cần phải biết đồng cảm, biết chia sẻ với những khó khăn của người khác. Không nên có ý niệm bới lông tìm vết. Cần phải hiểu người và nhất là phải biết tha thứ đối với những sai lầm của người khác. Chúng ta biết những yếu kém, những khuyết điểm của người khác
thì ngay trong bản thân của ta cũng có, nhưng vì chúng ta không tự thấy được khuyết điểm của mình mà thôi. Cũng giống như con mắt thấy được mọi vật nhưng lại không nhìn thấy chính nó. Khi thấy người khác sai lầm thì hãy nên nhìn lại bản thân mình, đó mới là người có trí tuệ. Đức Phật dạy, tức giận người khác thì cũng giống như người đi lạc vào núi không có đường ra. Sự tức giận ấy không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm bản thân mệt mỏi, tâm trí rối loạn. Quý vị nên nhớ, một lời nói gây đau khổ cho người tác hại còn hơn dùng mũi tên để bắn người nữa. Vì sao vậy? Bởi vì mũi tên bắn trúng tuy đau thật, nhưng chúng ta có thể nhổ ra và dùng thuốc làm cho nó lành lại. Còn những lời nói ác, vết thương trong lòng cho những lời nói ác gây ra thì khó mà chữa trị được. Và có khi chỉ vì một lời nói thiếu chánh niệm, một lời nói thiếu chất liệu của sự xây dựng, của tình thương yêu và sự hiểu biết mà làm cho gia đình ly tán, bạn bè chia cách, dòng họ thù hận lẫn nhau. Vì thế, trong cuộc sống, chúng ta cần phải giữ gìn chánh niệm trong lời nói của mình. 55. Thiền, sự siêu diệt của tâm linh. Nguyên nhân chủ yếu nhất của mọi phiền não chính là chúng ta thiếu sự tu tập của nội tâm. Chúng ta thiếu sự tu tập cho nên những tư duy của mình thường gây ra phiền não cho chính bản thân mình. Thiền sẽ giúp chúng ta có được sự an tĩnh nội tại, giúp chúng ta có được những tư duy đúng, những nhận xét đúng về bản chất của mọi sự vật, hiện tượng. Vì thế, mỗi một người chúng ta cần phải học và thực hành thiền để có được sự siêu việt về tâm linh. Vậy thiền là gì? Thiền chính là phương pháp luyện tâm. Thực hành thiền chính là chúng ta làm chủ được tâm của mình trong mọi hoàn cảnh, là chúng ta ý thức được mình đang làm gì, đang nghĩ gì và đang nói gì trong giây phút hiện tại, thấy rõ được những chuyển biến của các sự vật hiện tượng trong cuộc sống, thấy rõ được bản chất vô thường và vô ngã của vạn pháp. Vì thế, thiền là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của tất cả mọi người trên cuộc đời này. Nếu như mọi người muốn xây dựng một cuộc sống an lạc và hạnh phúc, chúng ta có thể thấy những khổ đau mà con người gây ra cho nhau chính là do con người thiếu chánh niệm, nghĩa là thiếu chất liệu của thiền trong hành động của bản thân. Bởi vì có chánh niệm, nghĩa là có chất liệu của thiền, mọi người sẽ ý thức được những việc làm của mình và có trách nhiệm đối với những việc làm đó. Và khi mà con người ai ai cũng có ý thức, có trách nhiệm đối với những việc làm của mình thì người đó sẽ không bao giờ gây đau khổ cho người khác, mà ngược lại, họ sẽ luôn luôn tìm cách làm cho người khác được hạnh phúc. Quý vị có thể thấy rõ điều này trong cuộc sống của gia đình mình. Nếu trong một gia đình mà vợ không hiểu được chồng, chồng không hiểu được vợ, và cha mẹ con cái không hiểu được nhau, thì gia đình đó sẽ như thế nào? Trong một gia đình mà mọi người không ý thức được sự hiện diện của mỗi thành viên là những yếu tố xây dựng nên hạnh phúc của gia đình, không ý thức được rằng mình có hạnh phúc khi và chỉ khi những thành viên trong gia đình mình có hạnh phúc, thì những gia đình đó là những gia đình đau khổ. Do mỗi người chúng ta thiếu thực tập thiền trong cuộc sống, cho nên chúng ta đã tự gây ra đau khổ cho bản thân và cho cả mọi người chung quanh ta. Có thực tập thiền, chúng ta mới có thể an nhiên vượt qua những biến chuyển của cuộc đời. Thực tập thiền trong cuộc sống, chúng ta có thể thấy được tự tánh vô thường và vô ngã của mọi sự vật hiện tượng. Chúng ta mới thông dong tự tại trong cuộc sống vô thường biến chuyển này. Và chính nhờ sự thực tập đó, chúng ta mới không bị những hơn thua được mất làm lay động. Như vậy, chúng ta sống trong vô thường mà không bị vô thường chi phối. Đó chính là sự siêu diệt của tâm linh, hay nói một cách khác, đó chính là thiền. Những người tu học Phật Pháp cần phải thực tập thiền. Muốn có sự đạt ngộ, chứng ngộ thì không thể không thực hành thiền trong quá trình tu tập. Thiền chính là mạch sống, là tinh hoa của Phật giáo. Có thiền mới có trí tuệ giải thoát. 59. Từ bi, nguyện lực. Đức Phật dạy, biện pháp chinh phục kẻ thù tốt nhất chính là dùng tình thương, lòng nhân từ và sự tha thứ. Đối với đức tin, Đức Phật cũng đã dạy, tín ngưỡng phải thông qua trí tuệ, không phải bằng cảm tình. Tín ngưỡng
nếu có trí tuệ thì mới bền vững. Vì thế, không nên dùng cảm tình để đến với tín ngưỡng tôn giáo. Trong cuộc sống làm người, chúng ta không nên hằng ngày cứ mãi chú ý đến người khác, mà chúng ta nên để thời gian nhìn lại xem mình còn nhiều công việc chưa hoàn thành, cần phải tập trung tinh thần để hoàn thành những tâm nguyện của bản thân. Bởi vì mỗi người chúng ta sống cần phải có những tâm nguyện và cố gắng hoàn thành những tâm nguyện ấy. Không nên bàn luận đến chuyện của người, không nên làm thương tổn người khác. Chúng ta cần phải thường xuyên nhìn lại mình, nhận ra những khuyết điểm, những yếu kém của bản thân để chuyển hóa, sửa đổi và hoàn thiện. Nếu chúng ta suốt ngày cứ chú ý đến những sai lầm của người khác, thì chúng ta sẽ dễ dàng tức giận đối với người. Như thế, chúng ta sẽ luôn luôn sống trong sự tức giận và khổ đau. Con người chúng ta cũng thật là kỳ lạ. Đó là rất dễ nhìn thấy lỗi của người, nhưng lại không nhìn thấy lỗi của mình. Vì thế, là những người học Phật, quý vị cần phải luôn biết nhìn lại mình. Hãy luôn nhớ kỹ điều này. Tĩnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi. Nghĩa là, ngồi yên thì nên nhìn lại những sai lầm của mình, nói chuyện thì không nên bàn đến lỗi của người khác. 60. Hiểu rõ cuộc sống, tự tại giải thoát. Trong cuộc sống, chúng ta bị khổ đau, bị luân hồi, chính là vì chúng ta không hiểu rõ được mặt thật của cuộc đời. Do không hiểu được mặt thật của cuộc đời, nên chúng ta mới sinh tâm đam mê và chấp trước. Khi chúng ta còn đam mê chấp trước, thì không bao giờ chúng ta được giải thoát. Thế nên, là một người học Phật, chúng ta cần phải xả bỏ tất cả mọi vọng tưởng, chấp trước sai lầm, và thường nuôi dưỡng đức tánh từ bi, thiểu dục, tri túc, để làm tăng thêm niềm hỷ lạc trong tâm của mình. Dùng trí tuệ Phật Pháp để quán chiếu tất cả các Pháp, thấu triệt được chân tướng của vũ trụ vạn hữu, thấu triệt được sự sinh diệt biến chuyển, duyên sinh vô ngã của các Pháp. Được như thế, chúng ta mới có được sự an lạc, giải thoát, tự tại trong cuộc sống. 61. Phật giáo với vấn đề luân hồi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày giảng thứ 3 của chúng tôi. Cho đến hôm nay, chúng tôi nhận thấy số lượng người đến nghe thuyết giảng rất đông. Theo sự thống kê của ban tổ chức, thì số lượng người đến nghe Pháp khoảng trên 2.400.000 người, tức là 24.000. Kính thưa quý vị, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà số lượng người đến nghe Pháp đông như vậy, làm cho chúng tôi thật cảm động và phấn khởi vô cùng. Đồng thời điều đó cũng phản ánh nhu cầu học tập nghe Pháp của quý vị Phật tử là rất lớn. Chúng tôi hy vọng trong mấy ngày qua, có thể để ít nhiều đem đến cho quý vị một số hiểu biết về Phật giáo, để quý vị có thể áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của bản thân, và qua đó cũng có thể làm cho quý vị hiểu được Phật giáo không phải là mê tín, không phải là tiêu cực. Qua những buổi thuyết giảng này, quý vị có thể có được cái nhìn chính xác hơn về Phật giáo, về cuộc đời, về kiếp nhân sinh, để rồi chúng ta nỗ lực tu tập, hoàn thiện nhân cách của chính mình, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, cùng nhau xây dựng cảnh giới cực lạc ngay trong cuộc sống hiện tại. Hai ngày qua, chúng tôi đã giảng về chủ đề Phật giáo và nhân sinh. Hôm nay chúng tôi sẽ giảng về chủ đề Phật giáo và luân hồi. Chủ đề này tương đối khó thuyết giảng, cũng như khi quý vị nghe cũng có những vấn đề tương đối khó hiểu. Vì chúng ta đây toàn là phàm phu, chưa có đủ khả năng để nhìn thấy cõi sống của chư thiên, cũng như không thể nhìn thấy cõi sống của các loài Atula, ngạ quỷ và chốn địa ngục, mà chúng ta chỉ thấy được cuộc sống của loài người và súc sinh mà thôi. Vì thế, khi nói về chủ đề Phật giáo và luân hồi sẽ tương đối hơi trừu tượng. Do đó, đối với người diễn giảng và người nghe
nhất định sẽ gặp một số khó khăn. Thế nhưng, khi giảng về vấn đề luân hồi trong sáu đường, thì chúng tôi lại rất hứng thú, bởi vì trong nội dung của chủ đề này có rất nhiều điều thú vị. Kính mong quý vị lắng động tâm tư để lắng nghe và chiêm nghiệm. 62. Không làm chủ được vấn đề sinh tử. Trước tiên, chúng ta cần bắt đầu từ chữ tại sao. Tại sao chúng ta lại đầu thai? Có lẽ trong tất cả chúng ta đây, ai ai cũng sẽ có một câu trả lời giống nhau, đó là: tôi thật không biết, cha mẹ kết hôn rồi sinh tôi ra, chứ tôi hoàn toàn không chủ động trong vấn đề xuất hiện của bản thân trong cuộc đời. Nghĩa là tôi không chủ động được trong vấn đề tái sinh của bản thân. Sau khi được sinh ra, chúng ta luôn muốn tồn tại, kể cả khi còn nhỏ, cho đến lúc khôn lớn, chúng ta luôn tìm mọi cách để cho bản thân được mãi mãi khỏe mạnh, không già, không bệnh và được trường sinh bất lão. Thế nhưng, thực tế lại không được như thế. Dầu cho chúng ta có làm gì đi nữa, thì cũng chỉ tồn tại mấy mươi năm. Và cho dù có người hơn 100 năm rồi, cũng phải nhắm mắt xuôi tay. Và trong khoảng thời gian mấy mươi năm hay 100 năm hoặc hơn 100 năm đó, có được mấy ai không bị bệnh hoạn, không bị những khổ đau của cuộc sống chi phối? Vì sao chúng ta lại chết? Ai bảo chúng ta chết? Chúng ta có muốn chết không? Trong quý vị đây có ai muốn chết thì đưa tay lên xem nào. Không có ai cả, phải không? Không ai muốn chết cả. Nhưng có ai tránh được cái chết không? Vì thế mới nói, chúng ta không làm chủ được sự tái sinh của bản thân. Chúng ta đang rất mơ hồ đối với vấn đề sinh tử của chính bản thân mình. Chúng ta không làm chủ được sự sống và sự chết của bản thân, không chủ động được sự xuất hiện trong cuộc đời này của mình, cũng như không chủ động được lúc nào mình sẽ từ giã cõi đời. Vì thế, chúng ta không thể làm chủ được sự sống và chết của chính bản thân chúng ta. 63. Nghiệp lực và sự luân hồi. Nói đơn giản, sự sống và chết của mỗi chúng ta đều do một sức mạnh dẫn dắt. Sức mạnh này không phải là Thượng Đế hay Thần Linh, ma quỷ, mà trong Phật giáo gọi đó là nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Vậy nghiệp là gì và nghiệp lực là gì? Chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu rõ vào phần sau. Vì sao chúng ta lại bị luân hồi? Kỳ thật thì mỗi ngày chúng ta đều đang luân hồi. Nếu nói rộng ra thì luân hồi bao gồm từ quá khứ đến hiện tại và tới vị lai. Nhưng nếu nói chính xác thì trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày của cuộc sống chúng ta đều đang trải qua sự luân hồi. Luân hồi chính là sự vận chuyển, thay đổi một cách liên tục. Nói rằng chúng ta đang luân hồi trong từng phút, từng giây chính là nói đến sự thay đổi trong từng ý niệm, từng ý nghĩ của chúng ta. Những suy nghĩ, tư duy của chúng ta thay đổi liên tục, hết ý niệm này đến ý niệm khác, không có lúc nào dừng nghỉ. Hôm nay chúng ta đang vui, nhưng ngày mai chưa hẳn đã vui. Hoặc bây giờ vui, nhưng lát nữa không nhất định sẽ còn vui nữa. Hay hiện tại ta rất đau khổ, nhưng không phải là ta sẽ mãi đau khổ. Sự biến đổi liên tục trong từng ý niệm của chúng ta, đó chính là sự luân hồi. Sự chuyển đổi từ đời sống này sang đời sống khác cũng gọi là luân hồi. Sự thay đổi liên tục từng ý niệm đó, chúng ta cũng không làm chủ được. Và sự chuyển tiếp của cuộc sống, tái sinh, chúng ta cũng không làm chủ được. Chúng ta có thể nhận thấy rõ sự thay đổi ý niệm của mình mà mình không làm chủ được qua sự phân tích của các nhà tâm lý học, đó là nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Nhiều khi chúng ta để cho nhận thức cảm tính chi phối toàn bộ những hành vi của bản thân. Có lúc chúng ta hành động theo nhận thức lý tính nhưng lại hành động thiếu chính xác. Nghĩa là chúng ta chưa hoàn toàn làm chủ được về những nhận thức và hành động của bản thân. Vì thế, trong ta luôn có sự xung đột
giữa nhận thức lý tính và nhận thức cảm tính. Điều này làm cho chúng ta đau khổ và liên tục khởi tâm động niệm. Sự thật thì luôn luôn có một sức mạnh của ý niệm ẩn tàng trong nội tâm chúng ta. Sức mạnh này thường xuyên thôi thúc chúng ta suy nghĩ và hành động. Nếu như một người thiếu sự tu tập thì sẽ phóng túng buông lung để cho sức mạnh đó chi phối nội tâm của mình, và cứ phóng tâm theo những biến chuyển của ngoại cảnh, sống trong những vọng tưởng của tâm thức mà không có khả năng chế ngự. Còn người mới bắt đầu tu tập thì cũng rất khó chế ngự được những vọng tưởng đó, bởi vì khi họ mới ngồi thiền hay niệm Phật thì cảm thấy vọng tưởng càng khởi lên. Vì sao vậy? Giống như ánh nắng mặt trời chiếu xuống trái đất. Lúc có ánh sáng mặt trời soi chiếu thì chúng ta sẽ thấy rõ rất nhiều hạt bụi đang bay trong không khí. Nhưng trong phòng tối hoặc những lúc thiếu ánh sáng thì chúng ta không thấy được vô số hạt bụi đang bay. Cũng như thế, đối với những người không có sự tu tập thì họ luôn luôn sống trong những vọng tưởng liên tục, nên họ không nhìn thấy được những vọng tưởng của nội tâm. Một khi bắt đầu khởi sự tu tập, dùng trí tuệ quán chiếu, thì lúc đó mới thấy rõ rằng nội tâm của mình luôn luôn vọng động, đồng thời cũng nhận thức được để diệt trừ vọng niệm, làm chủ được nội tâm của mình không phải là một việc dễ dàng. Bởi vì trong nội tâm của chúng ta luôn luôn có ẩn chứa một sức mạnh, mà sức mạnh này liên tục trong bất kỳ giờ nào, phút nào, nó cũng thúc đẩy chúng ta phát khởi vọng tưởng. Thế nhưng chúng ta lại rất hiếm khi phát hiện được nó, nhìn lại nó, và nhất là điều phục nó. 64. Thời điểm chuyển tiếp của sinh mạng, tử vong. Vì sao có sự luân hồi trong sáu nẻo? Hôm nay chúng ta không bắt đầu nói từ sự sinh, mà bắt đầu nói từ sự chết. Trong lúc chúng ta lâm chung, sinh mạng tiếp theo của chúng ta sẽ tùy theo tâm niệm của chúng ta lúc đó mà thác sinh. Những nghiệp lành và nghiệp dữ mà chúng ta đã làm trong suốt cuộc đời mình, lúc lâm chung chúng sẽ hiện rõ trước mắt chúng ta. Nào là tham đắm vợ con, tiền bạc, của cải, cho đến tham đắm địa vị, quyền thế. Nếu chúng ta có bao nhiêu sự tham đắm chấp trước mà chúng ta không buông xả được, thì đến giờ phút lâm chung ấy, ý niệm chấp trước nào mạnh nhất sẽ dẫn dắt thần thức chúng ta đầu thai vào cõi có những yếu tố phù hợp với tâm niệm của chúng ta lúc đó. Điều này có thể ví dụ như khi chúng ta mở máy radio hay truyền hình. Nếu chúng ta muốn nghe hay xem đài nào thì phải dò sóng có tần số phù hợp với đài phát thì chúng ta mới có thể bắt sóng được. Nếu trong cuộc sống thường ngày chúng ta tu tập thiền pháp đã thành thói quen, nhất định khi lâm chung chúng ta sẽ được sinh về cõi thiện, bởi vì tâm niệm của chúng ta lúc nào cũng nghĩ về việc thiện, nghĩ về điều thiện. Còn nếu sống trong cuộc đời này chúng ta chuyên làm những việc ác như lừa đảo, trộm cướp, hại người, nhất định sau khi chết, chúng ta sẽ đọa vào những cõi đau khổ như địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh để trả nợ cũ. Bởi vì tâm niệm của chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến điều ác, việc ác. Tất cả đều do chúng ta tự tạo ra, chứ thật sự không phải do thần linh hay thượng đế có quyền năng cho ta lên thiên đàng hay đẩy chúng ta xuống địa ngục. Vì thế, chúng ta sống đã quen tạo nghiệp gì thì lúc lâm chung sẽ theo đó mà thọ báo. Nếu một người bình thường chuyên tâm niệm Phật, lúc nào cũng nghĩ nhớ đến Đức Phật và những đức tánh của Phật, lập chí thực hành theo những đức tánh ấy, trong cuộc sống, người đó đã thực hành những điều ấy bằng cách luôn đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người, thì khi lâm chung, nhất định người đó sẽ được sinh về cõi Phật. Trong thực tế, đã có rất nhiều người chuyên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà,
và họ tin tưởng một cách chắc chắn rằng lúc lâm chung họ sẽ được sinh về thế giới cực lạc. Trong thực tế, điều này đã được chứng minh. Tạo nhân như thế nào sẽ có được kết quả như thế ấy. Quy luật nhân quả xưa nay không sai chạy bao giờ. Vì thế, luân hồi sáo nẻo cũng chính do chúng ta tự tạo. 65. Những điều kiện quyết định sự luân hồi. Thứ nhất, sức mạnh của ý niệm. Trước hết, vì chúng ta không làm chủ được ý niệm của mình nên chúng ta bị luân hồi. Nếu chúng ta không buông bỏ được những tâm niệm chấp trước, tham đắm, những tâm niệm phiền não, thì những tâm niệm đó luôn nhiễu loạn nội tâm của chúng ta, và đến giờ phút lâm chung, chúng ta không làm chủ được tâm niệm của mình mà bị chúng nhiễu loạn đến nỗi có người khi chết mắt cũng còn mở trừng trừng vì còn lo lắng đủ điều, không buông xả được những sự chấp trước. Quý vị đừng nghĩ tất cả mọi người học Phật pháp thì đều có thể buông xả hết mọi việc một cách dễ dàng. Quý vị không tin điều này phải không? Tôi xin ví dụ để quý vị tự suy nghiệm lại nơi bản thân mình thì quý vị có thể hiểu được điều chúng tôi muốn nói. Đó là ngày mai chúng tôi sẽ giảng về chủ đề thiền học tại trụ sở của Đoàn Hằng Pháp Thanh Niên. Sáng mai, lúc quý vị đi đến đó nghe pháp, quý vị quên khóa cửa tủ, quên khóa cửa nhà, thì khi đến đó nghe pháp, mới chỉ nghe được 2-3 câu, thì quý vị sẽ suy nghĩ: ui cha, sáng nay vì vội vàng đi nghe pháp mà mình đã quên khóa tủ và khóa cửa, không biết bây giờ ở nhà có chuyện gì không? Lúc này, tuy đang ở trong giảng đường, nhưng quý vị không phải đang nghe giảng pháp, mà là đang lo lắng những chuyện ở nhà. Quý vị nghĩ có phải vậy không? Vì thế, không phải cứ nghĩ rằng có học Phật pháp là chúng ta có thể buông bỏ được tất cả. Việc này không phải dễ làm, đòi hỏi cần phải có sự tu tập. Có vị Phật tử đến nói với tôi: thưa Thầy, đối với vấn đề tiền bạc, con không có chấp trước. Tôi trả lời: thật vậy sao? Tôi không hoàn toàn tin tưởng, bởi vì bản thân chúng tôi đây vẫn còn chấp trước, mà anh lại không còn chấp trước, thì thật là lạ. Quý vị nghĩ thế nào? Điều đó có đúng không? Thực sự, đối với chúng ta, 10 đồng hay 20 đồng thì chúng ta không có chấp trước thật. Nhưng giả sử có khoảng mấy trăm ngàn đô la thì thế nào? Khi đó chúng ta có thể xả bỏ một cách nhẹ nhàng được hay không? Chúng ta có thể bị mất một lần mấy trăm ngàn đô la mà không có một chút tiếc nuối nào không? Hoặc khi đang đi trên đường mà chúng ta bất ngờ nhặt được mấy trăm ngàn đô la thì thế nào? Lúc đó có thể chúng ta không có một mảy may động tâm nào không? Có thể chúng ta đem liền số tiền đó giao nộp cho các cơ quan chức năng để họ tìm cách trả lại cho người đánh rơi, mà chúng ta không có một chút hối tiếc nào không? Vì thế, có thể đối với một số tiền nhỏ, chúng ta không tham thật. Nhưng khi đối diện với một số tiền lớn, một tài sản có giá trị lớn, thì chưa hẳn là chúng ta không khởi tâm tham. Bởi vì tâm tham là một tập quán rất khó trừ bỏ của con người. Vì thế, chúng ta mới thấy trong xã hội, có những người lúc cuộc sống khó khăn, họ rất mẫu mực. Nhưng khi cuộc sống được cải thiện hơn thì họ lại trở thành những kẻ nô lệ cho đồng tiền, thậm chí trở thành tội phạm do hành vi bất chính, tham nhũng của họ. Mỗi người chúng ta khi mạng chung đều dựa vào tâm niệm của bản thân lúc đó mà ra đi. Người không có sự tu tập thì không có biện pháp để điều phục tâm thức của mình. Nếu như khi sắp mạng chung mà sinh tâm tức giận và cứ giữ chặt tâm niệm đó thì nhất định khi chết, người ấy sẽ đọa vào địa ngục. Người có tâm tham lam sâu nặng thì mạng chung sẽ đầu thai trong loài ngạ quỷ. Người giàu có nhưng khi sống lại tham lam, bỏng sẻn, không biết bố thí, cúng dường, giúp đỡ những người thiếu may mắn, khi mạng chung sẽ bị đọa vào ngạ quỷ. Tất cả đều do tâm tham lam bỏng sẻn, ích kỷ mà ra. Những người ngu si, không có trí tuệ, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ. Có người khuyên bảo tu học Phật pháp mà không chịu tu, lại còn chê bai, phỉ báng,
thì khi mạng chung sẽ đầu thai làm các loài súc sinh. Súc sinh thì không có trí tuệ. Thế nên, chính tâm niệm của chúng ta quyết định sự luân hồi của chúng ta. Nếu chúng ta siêng năng tu tập, chuyển hóa nội tâm, siêng năng làm việc thiện, siêng năng niệm Phật, thì khi mạng chung, nhất định chúng ta sẽ được sinh về những cõi thiện, những cảnh giới an lành của chư Phật. Còn nếu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chuyên làm những việc lợi mình, hại người như trộm cắp, tham nhũng, giết người, cướp của, thì khi mạng chung, chúng ta sẽ bị đầu thai vào những cảnh giới xấu ác, đau khổ, bởi vì chúng ta đã tạo những hạt nhân xấu ác ấy. Vậy, điều thứ nhất quyết định sự luân hồi của chúng ta chính là vì chúng ta không làm chủ được ý niệm của mình. Thứ hai, tập khí. Điều thứ hai, vì sao chúng ta bị luân hồi? Đó chính là vì tập khí, thói quen. Nói tập khí, có lẽ có nhiều người còn chưa hiểu. Tập khí nói đơn giản, đó là thói quen, hay nói theo ngôn ngữ của tâm lý học thì đó là ý thức quán tính, là một loại hoạt động rất tự nhiên của ý thức. Tôi lấy ví dụ, trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều người rất dễ nổi giận. Những người đó họ vẫn biết tức giận là một điều không tốt. Thế nhưng, khi người khác có điều gì làm cho họ không vừa ý, dù là những điều nhỏ nhặt, họ cũng sinh lòng tức giận. Sự tức giận của họ đã trở thành một thói quen. Nếu không tức giận thì họ rất khó chịu. Cho dù không ai muốn hơn thua với họ, họ cũng tức giận. Đó là do những người ấy không khống chế được những thói quen của họ. Có những người tuy rất giàu có, không thiếu tiền bạc, nhưng khi đi mua hàng hay vào các siêu thị, họ vẫn tìm cách lấy trộm một món hàng hay một vật dụng nào đó, cho dù vật dụng đó giá trị không bao nhiêu. Thói quen đó thật khó đoạn trừ. Tôi có một bạn học nữ, là bạn thời học chuyên khoa. Trong cô ta thì cũng chẳng có gì đẹp lắm. Thế nhưng suốt ngày, cô ta rất thích đứng trước gương để ngắm nghía nhan sắc của mình với dáng vẻ rất thích thú. Mỗi lần cô ta uống tóc thì chẳng có người nào thích cô ta cả. Đã thế, cô ta còn cầm điếu thuốc nhấp đi nhấp lại trên môi với dáng vẻ rất đắc ý. Thế mới nói, chúng ta ai cũng yêu thích cái đẹp, phụ nữ thì rất thích trang điểm. Đó là một thói quen rất khó thay đổi. Với chúng tôi là những người xuất gia, quý vị hãy nhìn xem, đứng ở phía nào cũng thấy cái đầu trọc, không cần phải bận tâm về cái kiểu tóc hay các loại keo xịt tóc. Quý vị thấy có khỏe không? Thế nhưng, nhìn vào chúng tôi cũng dễ thương phải không? Vậy thì đâu cần thiết là phải hóa trang mới đẹp. Sự thật, con người chúng ta không chỉ lo trau chuốt vẻ đẹp bên ngoài, mà điều quan trọng chính là vẻ đẹp của tâm hồn. Nếu một người mà tâm địa lương thiện thì tướng mạo sẽ dễ nhìn. Cho nên người xưa nói, tướng từ tâm sinh, là nghĩa như vậy. Những tập khí hay còn gọi là thói quen chính là gốc rễ của sinh tử, và đó cũng chính là gốc rễ của luân hồi. Vì thế, nói đáp án thứ hai của câu hỏi vì sao chúng ta bị luân hồi chính là tập khí, là ý thức quán tính, là thói quen. Đó là những tập khí tham lam, sân hận và si mê mà chúng ta không thể khống chế được trong những hành động tạo tác của bản thân. Mọi người ai cũng có những tập khí. Tập khí của mỗi người cũng mỗi khác. Chẳng hạn, phụ nữ thì thích trang điểm, thích được người khác chiều chuộng, vân vân. Còn nam giới thì lại có thói quen thích đánh bạc, uống rượu, vân vân. Thế nhưng, tất cả đều có một điểm chung là những tập khí ấy làm cho mọi người phải khổ sở. Nếu chúng ta có những tập khí quá nặng thì phải xem bản thân có đủ trí tuệ để đoạn trừ nó hay không. Nếu chúng ta không có trí tuệ thì nhất định không thể đoạn trừ những tập khí xấu ác của chính mình. Và như vậy, những tập khí đó sẽ là nhân tố căn bản quyết định sự luân hồi của chúng ta. Đó là một loại sức mạnh mà nếu như không có trí tuệ thì không có loại sức mạnh nào có thể cản trở nó được. Tuy nhiên, nói về tập khí như thế, quý vị cũng cảm thấy khó hiểu phải không?
vì dù sao thì chúng ta cũng đang dùng những khái niệm để diễn tả mà thôi. Nhưng thế giới khái niệm, dù là khái niệm để diễn tả thực tại, thì khái niệm đó không phải là bản thân của thực tại. Do vậy, điều cần thiết là chúng ta phải chiêm nghiệm điều đó qua sự thực tập của bản thân. Bây giờ chúng tôi có thể lấy một ví dụ để minh họa cho vấn đề này. Quý vị cố gắng để chiêm nghiệm và hiểu rõ vấn đề. Ví dụ như hằng ngày, chúng ta đều dùng một chiếc ly để đựng sữa uống, và chúng ta cứ dùng chiếc ly đó để đựng sữa mãi như thế. Giả sử một hôm nào đó, chúng ta không dùng chiếc ly đó đựng sữa nữa, mà chúng ta đem chiếc ly đó rửa thật sạch, thì quý vị nghĩ xem, chúng ta sẽ ngửi thấy mùi gì trong chiếc ly đó? Dù cho nó không có sữa, và chúng ta đã rửa sạch, mùi gì? À, mùi sữa phải không? Đúng vậy. Lúc này, nếu chúng ta dùng chiếc ly đó đựng nước trong để uống, thì chúng ta vẫn ngửi thấy mùi sữa. Tập khí của chúng ta nó cũng giống như mùi sữa đó vậy. Còn giả sử như trước kia, chúng ta không dùng chiếc ly kia đựng sữa, mà chúng ta dùng để đựng trà, thì chúng ta sẽ ngửi thấy mùi trà. Điều này cho chúng ta thấy được, mỗi người trong cuộc sống đều có mỗi thói quen khác nhau. Tập khí đúng là rất khó đoạn trừ, nhưng không có nghĩa là không đoạn trừ được. Điều cần thiết là chúng ta có nhận diện được những thói quen xấu trong ta để đoạn trừ nó hay không mà thôi. Tôi còn nhớ có một lần, lúc đó chúng tôi đang học năm thứ hai của đại học. Một hôm, một người bạn cũ thời học ở trường trung học Kiến Quốc đến mời chúng tôi đi dự một buổi lễ khiêu vũ. Tôi nói với anh ta rằng, tôi như vậy làm sao mà tham gia vũ hội? Vả lại tôi cũng không biết khiêu vũ, mà chỉ biết niệm Phật thôi. Anh ta nói rằng, không sao đâu. Nhưng vì mọi người đều là bạn cũ thời trung học, nhưng khi lên đại học thì mỗi người học mỗi ngành, mỗi trường khác nhau. Anh ta là sinh viên của đại học chính trị. Anh ta nói rằng, buổi dạ vũ hôm đó vì sinh viên nữ nhiều hơn sinh viên nam, nên mời tôi đi tham gia để tăng thêm sức mạnh cho phái nam. Tôi nói tôi không biết khiêu vũ, nhưng anh ta nói không sao cả, và vẫn cứ yêu cầu tôi đến tham dự. Thế là hôm đó tôi đi tham dự buổi khiêu vũ. Nhưng khi đi, tôi mang theo một sâu chuỗi niệm Phật với 108 hạt, với tâm niệm khi đến đó tôi cầu nguyện cho những người bạn khiêu vũ được an lành. Khi tôi vừa đến, từ dưới tầng trệt đi lên lầu, mới lên được nửa cầu thang mà cả đám bạn học chạy túa ra, vui mừng nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên nói: bạn đến đây tham gia vũ hội mà tại sao lại đem theo sâu tràng hạt? Đúng rồi, tham gia vũ hội mà cũng mang theo sâu tràng hạt, thật là mất cả hứng thú. Tôi nói, không sao đâu, các bạn đã gọi tôi đến, và tôi đã đến thì nhất định không có vấn đề gì cả. Rồi mọi người cùng đi vào. Bên ngoài là sàn nhảy, còn bên trong là phòng âm thanh. Thế là mọi người đi ra sàn nhảy, còn tôi thì vào trong phòng âm thanh và ngồi xuống, nhắm mắt niệm chú Đại Bi. Ngoài kia mọi người bắt đầu khiêu vũ, bên trong thì tôi niệm Phật. Một lát sau, có tổng cộng 15 sinh viên nữ, còn nam thì chỉ có 9 người, mà trừ tôi thì còn 8. Kết quả là có những bạn nữ phải khiêu vũ một mình mà không có bạn cùng khiêu vũ. Thế là có một cô nữ sinh viên liền nói: ai chà, người bạn đang ngồi trong kia sao không ra khiêu vũ? Anh bạn học của tôi liền nói với cô ta rằng: bạn không thấy anh ta đang lần hạt chuỗi hay sao? Như thế làm sao mà khiêu vũ được? Từ đầu đến cuối buổi dạ vũ hôm đó, tôi cũng không khiêu vũ mà chỉ ngồi niệm Phật. Và như thế mấy tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người khiêu vũ thì tôi cũng được mấy tiếng đồng hồ niệm Phật. Vì thế nên nói, một người biết tu tập thì cho dù ở trong nhà hay ở nơi nào đi nữa cũng có thể tu tập được. Đi trên xe buýt cũng có thể niệm Phật, đi xe gắn máy cũng có thể niệm Phật, đi bộ cũng có thể niệm Phật. Vì thế, sự tu tập được hay không, không phải do không có thời gian, mà chính là do chúng ta có đủ trí tuệ để vận dụng phương pháp tu tập cho mình hay không mà thôi. Thứ ba, nghiệp lực, sức mạnh của nghiệp. Thứ ba, vì sao chúng ta bị luân hồi?
đó chính là chúng ta bị sự chi phối của nghiệp lực. Nghiệp và nghiệp lực có sự khác nhau hay không? Khi nói đến nghiệp, đó là chúng ta đứng trên phương diện nhân mà nói. Còn khi nói nghiệp lực là chúng ta đứng trên phương diện quả để nói. Vì thế, chúng ta thường nói đến tạo nghiệp, chứ ít khi nói tạo nghiệp lực. Thực tế, chúng ta thường nói như thế cũng chưa hoàn toàn chính xác. Vì khi chúng ta tạo nghiệp, thì chính ngay lúc ấy đã hình thành một sức mạnh mà chúng ta gọi là lực. Và chính sức mạnh này chi phối sự luân hồi của chúng ta. Vì thế, nghiệp và nghiệp lực không phải là một, nhưng cũng chẳng phải là hai. Nghiệp là gì? Nghiệp là từ của Trung Quốc. Chư vị tổ sư, pháp sư khi dịch kinh Phật đã sử dụng chữ nghiệp này rất hay, phải nói là tuyệt hay. Chúng ta thấy những từ như công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp, y nghiệp, tất cả đều nói lên những ngành nghề trong xã hội phù hợp với tên gọi của ngành đó, và tất cả các từ đều có chữ nghiệp. Cũng giống như thế, khi làm việc thiện thì gọi là thiện nghiệp, làm việc ác thì gọi là ác nghiệp. Khi một người làm việc thiện đã thành thói quen, thì khi không làm được việc thiện, họ cảm thấy rất khó chịu. Ngược lại, một người thường hay làm những việc bất thiện, thì khi thấy người khác làm việc thiện, họ lại sinh tâm tức giận. Vì sao vậy? Vì chính những người đó bị nghiệp lực chi phối. Vậy, nghiệp là gì? Nghiệp là từ được dịch nghĩa từ chữ karma của tiếng Phạn, có nghĩa là hành động có tác ý. Vậy, nghiệp là sự tạo tác, là hành động có tác ý. Vậy, hành động thiện, tức là những ý nghĩ, những lời nói và những tạo tác cụ thể bằng tay chân của chúng ta mà đem lại lợi ích cho bản thân, cho mọi người và không gây tổn hại cho bất kỳ ai về cả phương diện vật chất lẫn tinh thần thì được gọi là nghiệp thiện. Ngược lại, những ý nghĩ, lời nói và việc làm chỉ đem lại lợi ích cho bản thân mà lại gây tổn hại cho người khác về cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần thì đó chính là nghiệp bất thiện, hay còn gọi là nghiệp ác. Như thế, nghiệp thiện hay nghiệp ác chính là do bản thân chúng ta tự tạo, chứ không phải do một đấng tối cao nào có quyền ban phát hay bắt buộc. Bởi vì chính bản thân chúng ta là chủ nhân của nghiệp, tức là chủ nhân của những việc làm của chúng ta, và chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với những việc mà chúng ta đã làm. Nghiệp, hành động có ý thức của chúng ta, thực hiện trong một quá trình lâu dài thì sẽ tạo thành một sức mạnh gọi là nghiệp lực. Ví dụ, một người hút thuốc lá lâu ngày sẽ thành thói quen, đến khi gặp thuốc lá người ấy sẽ hút liền, dầu cho bác sĩ hay người thân khuyên can hút thuốc có hại cho sức khỏe, người ấy cũng không nghe, mặc dù họ vẫn biết những lời khuyên trên là đúng. Cho đến uống rượu, nói dối, lừa gạt hay làm những việc bất thiện vân vân, tất cả những việc đó cũng giống như vậy. Ngược lại, những người chuyên giúp đỡ người khác, luôn luôn sống vì mọi người, luôn luôn siêng năng làm việc thiện, thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng sẵn sàng làm việc lợi ích cho người mà không có bất kỳ một điều kiện nào. Qua đó, chúng ta cũng thấy được năng lực của nghiệp là rất lớn. Như vậy, nghiệp lực hay còn gọi là sức mạnh của nghiệp có khả năng dẫn dắt chúng ta đi đầu thai. Vì vậy, chúng ta sẽ được sinh vào cảnh giới vui sướng hay bị đọa vào cảnh giới đau khổ chính là do những việc làm của chúng ta quyết định. Những hành động của chúng ta trải qua thời gian sẽ tạo thành nghiệp lực dẫn dắt chúng ta. Nghiệp lực này còn chuẩn xác hơn cả máy vi tính. Cho nên chúng ta không thể trốn chạy được những kết quả của những hành động do bản thân mình đã làm. Thế nên trong cuộc sống, chúng tôi khuyên quý vị hãy biết sống cho trọn vẹn một kiếp làm người. Đó là hiếu thuận đối với cha mẹ, hòa thuận với anh em, cung kính với người trên, nghĩa khí tin tưởng với bạn bè, giúp đỡ người già yếu, neo đơn, thiếu may mắn. Nghĩa là quý vị cần phải áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống hàng ngày. Thứ tư, nguyện lực. Cuối cùng, điều quyết định sự luân hồi của chúng ta
chính là nguyện lực. Nếu chúng ta là một người tu tập, thực hành theo lời Phật dạy, thì trong quá trình tu tập, mỗi người sẽ có những sự phát nguyện khác nhau. Có người thì phát nguyện sinh về thế giới cực lạc, có người thì nguyện sinh về cung trời đâu suất, hoặc các quốc độ khác, cho đến phát nguyện sinh trở lại cuộc đời này để cứu độ, hướng dẫn chúng sinh tu tập, vân vân. Chỉ cần chúng ta tu tập có đầy đủ năng lực, nguyện lực kiên cường, thì tùy theo nguyện lực mà tự thân chúng ta sẽ đạt được. Ví dụ, hiện tại chúng ta đang tu hành pháp môn tịnh độ, xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, thì chỉ cần chúng ta có đầy đủ tín tâm, nguyện lực và sự thực hành, nhất định chúng ta sẽ sinh về thế giới cực lạc mà không phải hoài nghi gì cả. Phần trước, chúng ta có nói đến nguyên nhân của sự luân hồi là do sức mạnh của ý niệm, tập khí và thói quen. Ba thứ đó, do vì chúng ta đều không làm chủ được chúng nên bị luân hồi. Ngược lại, đối với nguyện lực thì chúng ta luân hồi đó là tùy theo quyết định của bản thân mỗi chúng ta. Và luân hồi ở đây là do hạnh nguyện, là xuất phát từ lòng từ bi, chứ không phải là bị chìm đắm. Điều này chỉ có những người có sự tu tập thâm sâu mới có khả năng làm được. 66. Công đường tự sát. Chúng ta nói chuyện về sự tu tập, tất cả giáo lý Phật giáo đều có nói đến vấn đề sinh tử và giải quyết vấn đề sinh tử. Con người chúng ta từ khi được sinh ra cho đến khi chết đi, trong khoảng thời gian đó có biết bao nhiêu sự việc xảy ra mà chúng ta phải đối mặt với nó. Cho nên nói đến vấn đề sinh tử cũng chính là nói đến nhân sinh. Trong thế cuộc nhân sinh, con người được sinh ra phần lớn đều giống nhau. Cho dù là trong gia đình quyền quý, giàu sang hay gia đình nghèo khó, thế nhưng cái chết của con người thì lại có muôn sai vạn biệt. Và một điều đặc biệt nữa là không hẳn người giàu sang là ai ai cũng có được cái chết yên ổn và bình thường. Có người thì bị tai nạn xe cộ mà chết, có người thì bị giết vì cướp của, có người thì bị đầu độc, có người thì nhảy lầu tự sát, có người thì bị tai nạn máy bay. Nói chung cái chết của con người có rất nhiều loại. Nhưng có một điều chúng ta cần phải biết, đó là cái chết cũng là một loại nghiệp lực, và trong đó tội tự sát là nặng nhất. Nếu như đời này chúng ta tự sát, thì trong tạng thức của chúng ta sẽ hình thành hạt giống của sự tự sát. Vì thế, chúng tôi thiết tha khuyên quý vị, dù trong cuộc sống có gặp những trở ngại, những đau khổ, những điều bất như ý đến thế nào đi nữa, quý vị cũng không nên tự sát. Lỗi lầm của sự tự sát, thứ nhất, đó là phạm vào giới sát sinh, giới đầu tiên trong năm giới của người tại gia. Thứ hai, hạt giống tự sát được hình thành trong tạng thức và năng lực phát khởi của hạt giống này rất mạnh. Nó sẽ dẫn dắt chúng ta đời này đời khác đều bị chết về nghiệp tự sát. Vì thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quý vị cũng không nên tự sát. Trong cuộc sống, những lúc chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn trở ngại, những điều trái ý nghịch lòng, chúng ta hãy cố gắng vận dụng mọi khả năng của bản thân để vượt qua. Vì không có khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua được. Nếu có, thì đó chỉ là do chúng ta thiếu sự tu tập, thiếu khả năng chịu đựng và quán sát nguyên nhân, kết quả của sự việc. Là một người học Phật Pháp, chúng ta phải biết quán chiếu về nhân quả, nghiệp báo, phải biết chấp nhận những sự thật xảy đến với chúng ta trong cuộc sống mà không nên than thân trách phận, đổ lỗi cho người, và nhất là không được có thái độ trốn tránh bằng cách tự sát. Đối với những vấn đề bất như ý trong cuộc sống, chúng ta phải biết cách tiếp nhận và chuyển hóa. Muốn được như thế, mỗi chúng ta phải có sự học tập và thực hành lời Đức Phật dạy trong cuộc sống của chúng ta. Đó chính là chúng ta đã đưa Phật Pháp vào cuộc sống và phục vụ cuộc sống. 67. Chết một cách an nhiên. Người đời ai rồi cũng phải chết. Có người chết một cách đau khổ, nhưng cũng có người chết một cách an nhiên tự tại. Đó là những người tu tập pháp môn tịnh độ, trì niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, cầu xin thế giới cực lạc. Những người tu tập pháp môn niệm Phật, đến lúc lâm chung sẽ được Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương cực lạc, lại còn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm,
tất cả hàng Phật tử của chúng ta, ai cũng thành tâm kính lễ Ngài, ai cũng cảm thấy Ngài rất gần gũi và luôn có cảm nhận là Ngài đang theo hộ trì giúp đỡ chúng ta. Thật sự đúng như thế, vì trong cuộc sống của mỗi chúng ta, Bồ Tát Quán Thế Âm luôn hiện hữu quanh ta, và chính mỗi chúng ta cũng là một Bồ Tát Quán Thế Âm đối với mọi người xung quanh, nếu chúng ta biết tu tập theo hạnh nguyện của Ngài. Đối với người Phật tử thì trong mỗi gia đình nhất định đều phải có thờ Phật, và có lẽ phổ thông nhất chính là thờ hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi người đều có niềm tin vào vị Bồ Tát này. Ở đây chúng tôi chỉ nói với quý vị một điều, là chúng ta thờ Phật, thờ Bồ Tát không phải chỉ thuần là vấn đề thuộc tín ngưỡng, mà trong đó cần phải có sự thực tập, nghĩa là chúng ta thực tập theo một trong những công hạnh của Đức Phật hay của một vị Bồ Tát mà chúng ta đang tôn thờ trong nhà của mình. Có như thế, sự thờ Phật hay Bồ Tát của chúng ta mới có đầy đủ ý nghĩa, chúng ta mới thấy được sự lợi ích của việc thờ Phật, Bồ Tát trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống gia đình, quan hệ xã hội, cho dù vô tình hay cố ý, ít hay nhiều, thì mỗi chúng ta cũng đã từng gây khổ đau cho người khác. Có khi vì tức giận, có khi vì vụng về trong ứng xử, và thậm chí có khi vì thương yêu người mà chúng ta đã gây ra khổ đau cho người. Vì thế, nguyên nhân gây ra đau khổ cho người khác có lẽ là rất nhiều. Nhưng trong đó có một nguyên nhân cơ bản nhất, đó là chúng ta không biết lắng nghe tiếng nói của người khác, không biết lắng nghe những khó khăn, những khổ đau, những tâm sự của người khác. Cho nên chúng ta tôn thờ hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta phải biết học theo hạnh nguyện của Ngài, đó là hành lắng nghe. Bởi vì Quán Thế Âm có nghĩa là lắng nghe tiếng nói, âm thanh của cuộc đời. Và lắng nghe không phải chỉ thuần bằng tai, mà còn lắng nghe bằng cả con tim nữa. Thưa quý vị, mỗi khi quý vị đứng trước hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm để lễ lại hay chiêm ngưỡng, quý vị hãy thực tập theo hạnh nguyện của Ngài, đó là thực tập hành lắng nghe. Kính lại Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, biết lắng nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là hiện thân của trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập lắng nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập lắng nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập lắng nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập lắng nghe một cách chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết rằng có lắng nghe, chúng con mới có cơ hội để thông cảm, hiểu biết và thương yêu đối với những người mà chúng con có duyên gặp gỡ. Chúng con biết rằng có những lúc chỉ cần lắng nghe thôi là chúng con cũng đã làm dơi bớt những khổ đau của người khác rồi. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây chính là một pháp tu, tức là một phương pháp thực hành mà mỗi người chúng ta cần phải thực tập hàng ngày trong cuộc sống nếu chúng ta muốn có hạnh phúc. Vì thế chúng tôi mới nói thờ Phật, thờ Bồ Tát chính là một pháp tu trong cuộc sống của chúng ta. Đức Phật dạy, nếu như người nào luôn luôn đem niềm vui đến cho người khác thì nhất định người đó là một người rất hạnh phúc. Và những người sống theo nguyên tắc không làm tổn hại đến các loài chúng sinh thì đó là những người có phước đức nhất. Điều này có nghĩa là chúng ta sống trong cuộc đời không nên làm những việc bất chánh như sát sinh, giết người, cướp của, bắt cóc, tống tiền. Trong kinh Đức Phật cũng đã từng dạy, làm cho chúng sinh quan hỷ cũng chính là làm cho chư Phật quan hỷ. Trong cuộc sống, chúng ta cần phải làm cho mọi người sống tin tưởng nhau, sống vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Chúng ta làm cho người khác được an vui thì cũng chính là mình tự làm cho mình được an vui. Bởi vì khi mình đem niềm vui đến cho người khác thì chính lúc ấy trong lòng của chúng ta hoàn toàn không có sự phiền não, khổ đau. Chúng ta đem niềm vui đến cho mọi người thì trong tâm chúng ta cũng tràn đầy niềm vui, và đó cũng chính là tấm lòng của chư Phật, Bồ Tát. Nghĩa là một tấm lòng vì hạnh phúc an lạc của mọi người, mọi loài, và hoàn toàn không có lợi ích riêng tư mà chỉ thuận một vị, đó là tấm lòng thương yêu tất cả mọi loài. Vì thế, trong cuộc sống, chúng ta cần phải sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. 57. Làm chủ bản thân. Phật dạy, trong cuộc sống của chúng ta,
không có kẻ thù nào đáng sợ bằng chính lòng tham, sự tật đố, sự sân hận của chính bản thân chúng ta. Điều đáng sợ nhất của con người chính là những tư tưởng bất chính, những thói hư tật xấu tiềm ẩn chính trong con người. Bởi vì chính những thứ này thường làm cho người ta không còn làm chủ được chính mình. Vì thế, trên thế giới này, kẻ thù lớn nhất của chúng ta cũng chính là bản thân chúng ta. Chúng ta cần phải có sự tu tập để chuyển hóa bản thân, chuyển hóa những hạt giống bất thiện trong ta trở thành những hạt giống của tình thương yêu và sự hiểu biết. Phật cũng vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ về hoàn cảnh môi trường của mình đang sống để điều chỉnh bản thân sao cho thích hợp với điều kiện hoàn cảnh. Nếu như một người sống ở một nơi nào đó mà không hiểu được môi trường, phong tục tập quán của nơi đó thì nhất định người đó sẽ sớm bị đào thải. Chúng ta không thể làm cho thế giới này thái bình bằng cách sửa chữa uốn nắn tất cả mọi người trên thế giới trở thành hiền lương được. Cũng giống như chúng ta không thể làm cho tất cả những núi sông ao hồ trên trái đất này trở thành đất bằng được.